Chúng tôi sẽ xin phép được chia sẻ về cái phần bài làm này. Đây là nội dung học hát, mùa khai trường, bài hát là mùa khai trường. Khởi động là học sinh vừa hát vừa thực hiện động tác vỗ tay. À, anh em ta về, rồi, đồng ý ạ. Như một cách để mà gây cái sự hứng thú cho các em học sinh. Thế thì đối với hình thành kiến thức mới thì cô Duyên ghi là nghe bài hát hai lần đúng không ạ? Sau đó là gì ạ? Phân tích bài hát, nhịp máy là chi đoạn nè. Đúng không ạ? Sau đó giáo viên dạy hát cho học sinh nghe đoạn 1 với giáo viên dạy từng câu, dạy hết bài. Vâng ạ. Như chúng tôi chia sẻ lúc sáng á thì tất cả những gì mà liên quan đến gì ạ? Chúng ta hướng dẫn cho học sinh luyện tập thì nó sẽ nằm ở phần gì ạ? Ở phần luyện tập. Các thầy cô lưu ý chỗ này. Thế thì ở cái chỗ này thì chúng tôi, cô Duyên có thể chỉnh sửa lại một chút xíu, đưa cái hoạt động này nè để mà chuyển xuống phần luyện tập thực hành, đúng không ạ? Sau đó là gì ạ? Tiếp tục là giáo viên chia nhóm hát, rồi hát rõ đệm, giáo viên hướng dẫn cho con đệm, vân 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 vân. Chúng tôi đó thì như vậy nó sẽ phù hợp hơn rất là nhiều. Rồi, một cái nữa, ở phần khám phá cho học sinh nghe, quá tuyệt vời luôn, cô ấy đã cho học sinh nghe, nhưng nghe như thế nào? Ngồi khoanh tay để nghe hay là nghe kết hợp với vận động? Đó là một trong những cái điều mà các thầy cô phải suy nghĩ. Khi chúng tôi gợi ý cho các thầy cô là nếu các thầy cô cho học sinh nghe nhạc thì nên cho các con kết hợp với vận động. Hồi sáng này có một thầy hỏi là các thầy nhắn tin trên phần tin nhắn lớp 50 em thì họ lấy gì cái chỗ để hoạt động? Dạ xin thưa, chúng ta có nhiều dạng hoạt động lắm. Chúng ta có thể gì ạ? Như thầy Khải chia sẻ là gì? Non locomoto là hoạt động tại chỗ, hoặc là locomoto là hoạt động vận động di chuyển. Thế thì lớp 50 em thì các thầy cô có thể cho các con vận động tại chỗ, đơn giản như là vỗ tay, vỗ bàn, đúng không ạ? Vỗ tay, vỗ bàn, hoặc là hai bạn ngồi bên cạnh nhau xoay qua vỗ tay, rồi là đập tay vào nhau, hoặc giơ tay, đúng không ạ? Hoặc là giơ tay lên, hoặc là giơ tay ra như thế này. Thì trong quá trình mà các con đối với Depro là gì, khi nghe nhạc, khi học âm nhạc kết hợp với vận động, nó sẽ tương tác với vấn đề về mặt trí não. Các con sẽ mau chóng ghi nhớ. Tôi nói ví dụ, các con sẽ mau chóng ghi nhớ bài hát. Các em sẽ ghi nhớ bài hát. Ví dụ, mùa thu sang, cái tay mình giơ lên là mùa khai trường. Từng bước chân, rồi mình làm cái động tác đi, đúng không thầy cô? Nếu chúng ta ngồi tại chỗ như thế này, từng bước chân rộn ràng trên phố, kỳ riêu riêng, là cái tay mình sẽ lắc để tưởng tượng hình cho cái âm thanh của tiếng chim riu riu, từng bầy chim nhỏ với khăn quàng đỏ thắm trên vai, thấy không ạ? Là cái tay mình chuyển lên cái cổ áo này mà giơ tay ra, thấy không ạ? Rất những động tác rất là đơn giản thôi, nhưng thông qua cái việc vận động đó kết hợp với việc nghe nhạc đó, cái con bước đầu nó đã ghi nhớ được cái lời ca. Và như vậy thì khi mà các thầy cô cho các con khám phá cái bài hát mà thông qua cái gì ạ? Cái việc gọi là cho các con nghe cái bài hát đó và vận động theo nhạc thì các con nó sẽ ghi nhớ bài rất tốt. Ghi nhớ bài rất tốt. Đó. Thì cô Duyên có thể điều chỉnh lại chỗ này một chút xíu cho phù hợp hơn cô nhé. Rồi cái phần luyện tập thực hành thì chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Chúng ta có thể, sau khi cho con nghe rồi vô luyện tập thực hành, chúng ta có thể tập từng câu. Nhưng mà đối với dạy học phát triển năng lực thì là gì ạ? Nếu các con nó có thể làm được nguyên một câu hát thì chúng ta cho con thực hiện luôn. Chúng tôi nói ví dụ, chúng ta vô chúng ta dạy cái chủ đề đầu tiên, chúng ta có thể hát mẫu cho các con. Ví dụ, mùa thu sang là mùa khai trường, từng bước chân rộn ràng trên phố. Nếu học sinh của các thầy cô hát được nguyên câu đó, vừa là gì ạ? Vừa lời ca, vừa tiết tấu, vừa giai điệu, các con nó mô phỏng, nó bắt chước lại được các thầy cô thì đó là năng lực
thì các thầy cô hãy cho các con làm. Còn nếu học sinh của các cô, các thầy cô chưa, khi chúng ta hát qua một vế nhạc như vậy mà các con chưa có rõ, thì chúng ta sẽ chia nhỏ ra. Mùa thu xa là mùa khai trường. Nếu các con yếu hơn, đúng không ạ? Nếu các em, đối với các em học sinh yếu hơn, chúng ta sẽ chia nhỏ. Có nghĩa là tùy vào cái năng lực của các em mà chúng ta hát gợi, hát gọi là hát mẫu cho các con nó dài hay ngắn, tùy vào cái năng lực của các con. Và năng lực của các em có thể bắt chước lại được nguyên một cái câu như vậy, thì chúng ta hãy cứ cho các con làm. Thì đó là điều mà chúng tôi muốn nhấn mạnh ở trong cái phần học hát. Rồi đối với vận dụng mở rộng á, thì các thầy cô như chúng tôi chia sẻ là gì? Đối với vận dụng là giáo viên giao nhiệm vụ cho các con để các con thực hiện, đúng không ạ? Thì vận dụng là ai? Ai là người vận dụng? Ai là người vận dụng? Đó chính là học sinh. Học sinh sau khi học xong bài, các con sẽ gì ạ? Các con sẽ tự làm ra sản phẩm âm nhạc. Chứ ở chỗ này sẽ không còn việc là giáo viên tập cho các em nữa. Mà giáo viên chúng ta làm nhiệm vụ là gì? Nếu chúng ta đặt vấn đề cho các em học sinh để mà thực hiện, ví dụ ở đây cô ấy cho là gì? Một số động tác múa đơn giản, thì các con là gì? Các con sẽ tự làm những cái động tác đó, và giáo viên là người quan sát đó, là người quan sát đánh giá các con trong quá trình các con làm việc, có thể là làm việc nhóm, hoặc giáo viên là người chúng ta sẽ gì ạ? Chỉnh sửa cho các con một chút xíu cho động tác nó đẹp hơn, gợi ý cho các con. Nhưng mà thì như vậy, đối với phần này thì giáo viên là người đóng vai trò và người quan sát, đúng không ạ? Người quan sát, người hướng dẫn điều chỉnh nếu các con có gì ạ? Có một cái vấn đề nào đó thì chúng ta sẽ gợi mở cho các con. Như vậy thì đối với phần dụng thì giáo viên không tập nữa. Giáo viên không hề tập nữa mà hãy để cho các em học sinh thực hiện. Cho nên ở phần vận dụng này các thầy cô cũng lưu ý là đặt vấn đề để cho các con thực hiện. Như vậy thì chúng ta đặt vấn đề nó đơn giản thôi. Ví dụ các thầy là các con hãy làm việc nhóm, tạo ra những cái động tác để gì ạ? Để động tác múa đơn giản để mà vận động theo bài hát, được không ạ? Các con nó tự làm. Hoặc giả sử như là các con hãy kết hợp với nhau, ôn luyện với nhau để hát, chuẩn bị trình diễn song ca chẳng hạn, hoặc tốt ca chẳng hạn. Hoặc các con hãy hát, các con hãy tạo ra mẫu gõ đệm, một mẫu tiết tấu đệm ngắn thôi với nhạc cụ gõ để đệm cho bài hát, và sau đó các con trình diễn. Vấn đề như vậy thì đó chính là cái nội hàm của cái vận dụng. Hoặc giả sử một cách đơn giản thôi, các con có thể vận dụng không chỉ trên lớp mà có thể là gì ở ngoài lớp cũng được. Các con hãy hát cái bài hát này cho gia đình mình nghe. Đó cũng là một hình thức vận dụng. Nhưng mà vận dụng này là vận dụng ở ngoài lớp. Các thầy cô thấy không ạ? Cho nên cái nội hàm của cái việc vận dụng nó là như thế. Rồi, thì tôi xin phép có thầy cô nào có thắc mắc gì thì các thầy cô cứ chat hoặc đặt câu hỏi, thì chúng tôi sẽ giải đáp cho các thầy cô ở cái nội dung này. Vâng ạ. Và cho phép chúng tôi được qua cái hoạt động tiếp theo. Chúng tôi, thầy Phước sẽ lưu cái xuất cái những cái nội dung mà các thầy cô làm ở đây, và thầy Phước sẽ gửi lên trên group Zalo cho chúng ta. Thầy Phước nha. Xin mời thầy Phước. Chắc chắn rồi. Vâng ạ. Xin mời thầy Phước chia sẻ giúp em cái PowerPoint của cái hoạt động tiếp theo ạ. Cái hoạt động tiếp theo này là chúng tôi sẽ nói đến cái vấn đề về phương pháp dạy học, phát triển năng lực và phương pháp dạy học âm nhạc. Chúng tôi muốn các thầy cô làm rõ hai cái vấn đề về góc độ phương pháp. Thứ nhất, phương pháp dạy học, phát triển năng lực là những cái phương pháp chung ở môn nào cũng có thể có, đúng không ạ? Ở môn nào cũng có thể có. Và phương pháp thứ hai đó chính là nhóm phương pháp dạy học đặc thù cho môn âm nhạc. Thế thì chúng ta làm rõ hai cái nhóm phương pháp này. Xin mời thầy Phước sẽ
chia sẻ cho các thầy cô về cái nhóm phương pháp dạy học phát triển năng lực, là nhóm phương pháp chung. Thì trong đó nó có các kỹ thuật dạy học ở trong đó. Và sau đó tôi sẽ chia sẻ cho các thầy cô dưới góc độ của phương pháp dạy học âm nhạc. À, xin mời thầy Phước. Yeah, thưa quý thầy cô, thì những cái nhóm mà chúng ta có thể nói là những cái nhóm phương pháp chung á, thì các nhà giáo dục học đưa ra rất là nhiều những cái phương pháp, như là các phương pháp trò chơi. Phương pháp trò chơi thì rõ ràng là mỗi một môn học đều có cái tính, có một cái trò chơi đặc thù riêng. Riêng trong môn âm nhạc của chúng ta thì những cái trò chơi về âm nhạc rất là đa dạng. Quý thầy cô cũng có thể thấy, như sáng ngày chúng ta đề cập đến cái phương pháp Kodai đó, thì thông thường là người ta sẽ cho các cháu nó hát bài và nó chơi theo cái bài hát đó. Thì những cái bài đồng dao mà ở cấp 1 thì sử dụng nhiều hơn. Những cái bài đồng dao đó, thì những cái bài đồng dao thì thông thường là kết hợp với trò chơi. Lên tới ở cấp 2 thì các cháu nó lớn hơn, cho nên là cái trò chơi nó cũng biến đổi theo. Tôi ví dụ như là trò chơi về tiết tấu chẳng hạn, thì thông thường thì cái mô phỏng về cái tiết tấu, tức là bắt chước, thì thông thường là chúng ta học nhạc thì các cháu nó thông thường là thầy là mẫu và các cháu làm theo chẳng hạn, thì đó cũng là một trò chơi. Hay là cái trò chơi về Kodai là dùng cái hình tay để mà đố xem là các cháu nó đố xem nó bài đó là cái bài gì, dùng cái hình tay thôi, ví dụ như vậy. Thì cái phương pháp trò chơi này cũng trong cái đặc điểm của từng cái bài học thì chúng ta cũng sẽ khai thác. Ở đây tôi chỉ giới thiệu lướt qua một số cái phương pháp này, để đến khi mà tới những cái phương pháp đặc thù của chúng ta thì chúng tôi sẽ nói rõ hơn. Phương pháp thứ hai gọi là cái dạy học giải quyết vấn đề. Thì trong mỗi một môn học đều có những cái vấn đề cần được giải quyết. Tôi ví dụ trong âm nhạc thì có một cái điều là học sinh, ví dụ như học sinh học về đọc nhạc chẳng hạn, các cháu rất nhiều các cháu là các cháu nó không thể là nhận ra được cái cao độ, để nó bắt được cái cao độ đó, thì cũng có những cái cách giải quyết, ví dụ như Kodai thì giải quyết bằng cách là nếu mà không đọc đúng về mặt cao độ thì sẽ cho các em nó đọc chậm lại và dùng những cái ký hiệu bàn tay để cho các cháu nó mường tượng ra được cái cao độ của nó nằm ở chỗ nào. Hay là giải quyết về mặt đọc nhạc nhưng mà lại không đọc đúng về mặt tiết tấu thì cũng sẽ dùng cái phương pháp Kodai để mà giải quyết chuyện đó, tức là dùng những đọc theo âm tiết và sau đó thì mới đọc đến ghép với cái nốt nhạc, thì đó cũng là một cách giải quyết vấn đề. Thì chúng tôi cũng sẽ nói phần này đến cái phương pháp đặc thù thì chúng tôi sẽ nhấn mạnh rõ hơn. Rồi, hay là phương pháp dạy học dựa trên dự án, thì cái phương pháp dạy học trên dự án này thì rõ ràng là đưa những cái tình huống cụ thể của cái xã hội vào cái hoạt động dạy học. Thì tôi ví dụ như là dạy học ở cấp trung học cơ sở thì chúng ta cũng có thể đưa cho các em nó những cái dự án, ví dụ như là lớp 8, lớp 9 chẳng hạn, thì các cháu có thể sử dụng những cái thiết bị điện tử rồi, thì có thể là sẽ giao cho các em một cái dự án là làm một cái MV music chẳng hạn, cái music video chẳng hạn, thì các cháu nó trong cái dự án đó thì các cháu nó sẽ được đóng vai là người nghệ sĩ chơi đàn, đóng vai là người ca sĩ hát, rồi đóng vai là người người quay phim, rồi
người sản xuất âm nhạc thì chúng ta hoàn toàn có thể đưa những cái dự án đó mà cho từng cái nhóm học sinh ở các cái cấp học trung học cơ sở đó, thì các cái giai đoạn mà trong cái dự án nó đều có cái những cái quy trình mà trong module 2 thì người ta chúng tôi cũng đã cung cấp, và những cái bước như thế nào đó thì chúng tôi cũng cung cấp vào cái group Zalo để quý thầy cô tham khảo thêm. Thì cái PowerPoint này cũng vậy, cũng sẽ gửi đến quý thầy cô để chúng ta xem cái chi tiết và chúng ta có thể là áp dụng được nó trong cái công việc dạy học của mình hay không. Rồi dạy học hợp tác là một cái vấn đề mà rõ ràng là nó đáp ứng được cái yêu cầu cần đạt của cái năng lực chung trong cái chuyển đổi từ giáo dục nội dung sang giáo dục phát triển phẩm chất và năng lực. Thì một trong những cái năng lực chung của chương trình cần các em cần hướng tới đó là giao tiếp và hợp tác. Thì cái việc mà dạy học hợp tác là một trong những cái phương pháp dạy học phát triển năng lực. Thì đối với môn âm nhạc của chúng ta thì rõ ràng là dạy học hợp tác thì trước đây chúng ta cũng đã từng áp dụng. Ví dụ như các em hát tốp ca thì dĩ nhiên là phải có cái sự hợp tác ở trong đó. Rồi hay là chúng ta phân nhóm để các em nhóm này tập hát, nhóm kia tập nhạc cụ, rồi nhóm kia tập biểu diễn, sau đó ráp lại với nhau, thì trong mỗi một cái nhóm đó thì phải có cái sự hợp tác giao tiếp đối với các em trong nhóm để mới tạo ra được một cái kết quả tốt, để cuối cùng có một cái tiết mục để trình diễn chẳng hạn. Thì cái dạy học hợp tác này chúng ta cũng có, người ta cũng xếp vào đó là một cái phương pháp dạy học theo phát triển năng lực. Rồi phương pháp trình diễn thì ở đây thì ở trong cái module 2 của tiểu học đó thì người ta cũng đưa vô thành một cái phương pháp để, nhưng mà rõ ràng là trình diễn thì trong âm nhạc thì rõ ràng là đều có, đúng không? Trong lớp học như vậy chúng ta vẫn thường áp dụng. Và trong cái trình diễn này thì các cháu nó trong đó nó cũng có những cái hợp tác lẫn nhau để có thể mà tạo nên được một cái tác phẩm, một cái tiết mục trình diễn. Thì cái phương pháp trình diễn người ta cũng xếp vào là loại phương pháp phát triển năng lực. Rồi phương pháp làm mẫu thì rõ ràng là từ xưa đến giờ thì chúng ta dạy học cũng đều có những cái làm mẫu cả, đúng không? Nhất là trong cái trực quan của môn âm nhạc. Thì ở đây cái phương pháp làm mẫu này làm tôi liên tưởng đến cái mô phỏng của phương pháp off. Bao giờ là ban đầu thì cái việc mô phỏng của những cái động tác tạo ra âm thanh đều là làm mẫu cả. Thì ẩn chứa những cái phương pháp này thì nó cũng nằm trong những cái phương pháp đặc thù mà chúng tôi cần nhấn mạnh hơn. Và ở đây thì chúng tôi mang cái tính cách là giới thiệu các phương pháp mà các nhà giáo dục học đã thống kê là những phương pháp nằm trong cái nhóm phương pháp phát triển năng lực. Rồi ngoài ra thì còn có những cái kỹ thuật dạy học mà chúng ta có thể áp dụng này. Cái kỹ thuật so với phương pháp thì nó là những cái, nó cũng là phương pháp nhưng mà nó là những cái thủ thuật nhỏ của phương pháp thôi, người ta gọi là kỹ thuật. Ví dụ như trong dạy học hợp tác thì rõ ràng là chúng ta cũng có chia nhóm, thì người ta chia nhóm thì cái cách tổ chức thì người ta có nhiều cái cách tổ chức là theo nhóm cùng hợp với cái sở thích chẳng hạn. Hay là nhóm theo cái trình độ, hay là nhóm ngẫu nhiên theo cái sự bốc thăm, hay là nhóm, đó là những cái cách tổ chức. Thì đối với môn âm nhạc của chúng ta thì rõ ràng là mỗi em thì nó có cái sở thích riêng trong cái từng cái nội dung âm nhạc. Có em thì nó thiên về là hát, có em thì nó thiên về chơi nhạc cụ. Ví dụ như cái em nào mà nó hát nó hay sai cao độ thì nó lại thích chơi nhạc cụ, nó không có thích hát. Thì cái việc đó cũng là bình thường thôi. Thì trong cái cách tổ chức lớp học chúng ta cũng thể chia nhóm theo cái sở thích đó. Và giáo viên thì
thì đứng lớp thì sẽ hiểu được là cái năng lực, cái sở thích của từng em để chúng ta có thể chia nhóm để phục vụ cho cái mục đích giáo dục của mình. Thì cái kỹ thuật này thì cũng chúng ta cũng vẫn thường xuyên sử dụng. Rồi hỏi và trả lời thì rõ ràng là cái việc mà hỏi trả lời về những cái kiến thức thì chúng ta cũng vẫn thường có những cái cách đặt câu hỏi về để cho các học sinh thảo luận hoặc những cái câu hỏi trắc nghiệm vân vân. Thì trong âm nhạc thì tôi chợt nghĩ đến là hỏi và trả lời trong âm nhạc có được không ạ? Thì chắc chắn là được rồi. Trong khúc thức của hình thức âm nhạc thì bao giờ chúng ta cũng thấy là một cái đoạn nhạc thì đa số là có hai câu, mà câu đầu là câu hỏi và câu hai trả lời. Thế thì cái việc mà hỏi và trả lời trong âm nhạc về tiết tấu, về cái âm điệu đó thì quý thầy cô cũng có thể đặt ra xem là mình có thể sáng tạo trong cái việc mà hỏi trả lời không phải bằng kiến thức mà bằng những cái ngôn ngữ âm nhạc được hay không. Thì đây cũng là một cái chúng ta suy nghĩ đó. Hay là kỹ thuật động não thì rõ ràng là khi mà cái não bộ của chúng ta bị tấn công á, như bất chợt mình bị yêu cầu làm cái điều gì đó thì cái não mình nó sẽ phải gọi là hoạt động hết sức tối đa và tập trung. Thì trong cái kỹ thuật này ở trong âm nhạc thì mình cũng có thể sử dụng, ví dụ như là mình có hàng loạt những cái câu nhạc, và khi mình đàn lên là mình cho các em nó nhận ra đó là bài gì rất là nhanh, ví dụ như vậy. Thì đó cũng là một cái kỹ thuật mà chúng ta cũng thể áp dụng. Thì cái kỹ thuật động não này là thông thường người ta sử dụng trong những cái môn mà về kiến thức nhiều hơn, nhưng mà chúng ta cũng có thể là chúng ta áp dụng cho những cái vấn đề của môn âm nhạc được hay không, thì quý thầy cô cũng có thể, tôi nghĩ là cũng có thể được. Rồi kỹ thuật khăn trải bàn là thông thường là người ta dùng cái kỹ thuật này để mà các em nó trả lời cho một vấn đề nào đó về mặt kiến thức. Thì cái kỹ thuật này thì người ta cũng xếp vô là những kỹ thuật mà nó phục vụ cho cái lớp học phát triển năng lực. Chúng tôi sẽ chuyển những cái chi tiết của những cái phương pháp này đến cho quý thầy cô để quý thầy cô tham khảo. Một trong những cái kỹ thuật mà tôi cho rằng là nó rất là phù hợp với môn âm nhạc của mình, đó là mảnh ghép. Như sáng ngày chúng ta cũng thấy có một cô giáo ở Tân Bình cũng chia sẻ là nếu có thời gian thì sẽ sử dụng phương kỹ thuật mảnh ghép. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là trong cái việc mà chia nhóm ngay từ đầu thì cô cũng thể áp dụng cái phương pháp và mảnh ghép này vào luôn trong cái việc chia nhóm của cô luôn. Thì chúng ta dùng cái kỹ thuật chia nhóm là chia nhóm theo sở thích chẳng hạn. Hôm đó chúng ta muốn là các cháu nó hứng khởi thì cái việc mà chia nhóm theo sở thích nó sẽ hứng khởi hơn. Và hôm nay là một cái hoạt động gọi là vận dụng sáng tạo mà hôm trước mình chưa vận dụng. Ví dụ như tôi dạy hát thì cái tiết đầu tiên tôi để những cái hoạt động vận dụng sáng tạo của cái nội dung hát đó vào tiết học sau. Thì tiết học sau tôi sẽ cho các cháu nó hoạt động về vận dụng sáng tạo này. Thì học hát rồi thì các cháu một nhóm sẽ là, ví dụ trong lớp của tôi có 30 em đi, tôi khoảng 30 em thì tôi chia làm 4 nhóm chẳng hạn. 8 em là nhóm vòng 1, tôi chia là 8 em là hát, 8 em là chơi nhạc cụ gõ, 8 em là vận động theo nhạc chẳng hạn, vận động theo bài hát. Rồi một nhóm nữa là nếu mà ở đây là mình cái viễn tưởng là mình cho học sinh học nhạc cụ giai điệu, thì một nhóm nữa là giai điệu chẳng hạn.
hay là nếu mà không học cụ nhạc điệu thì là một nhóm là chơi bè ostinato chẳng hạn. Thì bốn nhóm đó, cái vòng một đó, thì mỗi nhóm sẽ thực hành theo cái nhiệm vụ mình được phân công. Thì sau cái vòng một xong thì khoảng 15-20 phút sau, thì khi mà các cháu nó được rồi thì bây giờ tôi sẽ đến cái vòng 2 là ghép lại các cái chuyên gia của các nhóm khác thì sẽ ghép lại. Ví dụ như là 8 em thì chia đôi thì mỗi nhóm sẽ chia làm mỗi nhóm chuyên gia sẽ chia đôi thì chúng ta sẽ được là hai cái tiết mục biểu diễn tập thể. Thì như vậy là sẽ cho các em nó biểu diễn theo cái nhóm nhóm ở vòng 2 đó, gọi là nhóm mảnh ghép. Thì cái việc này nó sẽ cho chúng ta giảm thiểu được cái thời gian mà chúng ta, nếu mà chúng ta tập cả lớp theo từng cái nội dung, từng cái nhiệm vụ thì chúng ta không đủ thời gian. Nhưng với cái kỹ thuật mảnh ghép này thì chúng ta có thể đủ thời gian để cho các em nó, các cháu nó thực hiện một cái tiết mục trình diễn ở ngay tại lớp. Đó là những cái phương pháp và cái kỹ thuật mà chúng tôi cho rằng nó phù hợp với âm nhạc và phù hợp với cái sự chuyển đổi từ giáo dục nội dung sang giáo dục phát triển năng lực. Thì chúng tôi cho rằng là những cái phương pháp mà các nhà giáo dục đã thống kê đó, thì tất cả những cái phương pháp mà chúng tôi đã vừa kể thì nó lại nằm trong ba cái phương pháp giáo dục chúng tôi cho rằng đó là giáo dục hiện đại mà cái bộ sách Chương trình sáng tạo đã là một cái coi đó là một kim chỉ nam để mà viết cái nội dung và những cái nội dung đó để phù hợp với cái phương pháp này đó. Thì vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu sơ lược một số những cái phương pháp nói chung để mà những cái phương pháp đó phù hợp với cái giáo dục phát triển phẩm chất năng lực. Thì bây giờ chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu sâu hơn những cái phương pháp mà nó mang tính đặc thù. Đó là phương pháp Dan-Rose, phương pháp Kudai và phương pháp Oxford. Thì như quý thầy cô từ sáng đến giờ đã qua những cái hoạt động mà trên cái bài nói chuyện của chúng tôi, thì chúng tôi đâu đó chúng tôi cũng rất là nhấn mạnh ba cái phương pháp này, và quý thầy cô cũng thấy rằng là mình nhìn một cách tổng thể thì phương pháp Dan-Rose là cái phương pháp mà vận động, người ta coi trọng cái việc mà vận động âm nhạc và hiểu âm nhạc bằng qua những cái động tác thể hiện của người học. Còn phương pháp Kudai thì nhấn mạnh là cái mà trò chơi trong bài hát, và nhấn mạnh ở cái việc mà đọc nhạc, đọc tiết tấu theo âm tiết và đọc nhạc theo ký hiệu bàn tay. Và ở trên cái cuốn sách lớp 6 này thì tôi không thấy một cái ký hiệu bàn tay nào ở trong cuốn sách này. Nhưng bản thân tôi thì cho rằng là nếu quý thầy cô mà áp dụng được cái phương pháp bàn tay đó là một công cụ, như là chúng ta nói nãy, làm công cụ để sửa sai về mặt cao độ chẳng hạn, thì đó cũng là một cái mà chúng ta đã áp dụng rất là tốt. Rồi cái phương pháp, đặc biệt là cái phương pháp Oxford, thì đối với những cái trẻ mà cấp 2 thì tôi cho rằng là nó rất là phù hợp ở cái chỗ rằng là phương pháp này là sử dụng những cái nhạc cụ gõ không định âm và nhạc cụ gõ định âm như là xylophone chẳng hạn, thì nó đặc biệt là nó rất là thích hợp đối với trẻ cấp 2. Thì ngoài cái việc mà sử dụng những cái nhạc cụ gõ thì chúng tôi cho rằng là cái mà cái cách hát của cái phương pháp Oxford này cũng là rất là quan trọng để chúng ta phát triển cái năng lực âm nhạc của các cháu ở cấp trung học cơ sở. Và đầu tiên là lớp 6, thì cái cách hát của Oxford này nó có một cái cách hát gọi là cái phương pháp này thì người ta chú trọng cho học sinh là rèn luyện cái khả năng nắm bắt về mặt tiết tấu. Do đó là những cái cách hát mà được lặp đi lặp lại nó sẽ là một cái công cụ
để rất là hiệu quả để các cháu nó học về mặt tiết tấu. Và trên cái nền tiết tấu đó là cái âm điệu. Thì lần lượt chúng tôi sẽ giới thiệu từng phương pháp một. Thì có lẽ ở đây là có cô Chiêu là cũng đã tiếp cận những cái phương pháp này cũng rất là lâu rồi, và đặc biệt là cô cũng là một tác giả của cuốn sách, thì cô có thể chia sẻ một đôi điều về những cái phương pháp này ạ. Xin mời cô. Dạ, xin chào quý thầy cô. Thật ra đó thì những cái mà vận động rồi mô phỏng rồi nói chung là những cái mà nó từng bước tiếp cận với lại cái nhịp điệu trong âm nhạc đó, thì giáo viên chúng tôi cũng đã có đưa vào trong cái phần giảng dạy của mình lâu nay rồi. Nhưng mà để định hình gọi thành tên á, như là phương pháp Danrose hay là Kodai hay là Offshore thì là chúng tôi chưa có được biết cho nó cụ thể. Tại vì trước giờ là mình chưa có được nghiên cứu theo gọi là chính quy á thầy. Cho nên là bây giờ khi mà đi theo cái định hướng đổi mới này thì thực sự là chúng tôi mới được mở cái tầm nhìn ra hơn. Thực ra thì tôi cũng được đi trước các thầy cô khác một bước thôi, là từ cái lúc mà được mời vào cái nhóm biên soạn này và được giới thiệu, đặc biệt là thầy Hồ Ngọc Khải ấy, là cái người mà truyền lửa để mà định hướng cái bộ sách Chân Trời Sáng Tạo của chúng ta đi theo cái định hướng mới này ấy, thì tôi cũng mới được biết những cái mới mẻ như thế này thôi. Thành ra là nói là gọi là để chia sẻ cái kinh nghiệm ấy, thì mình cũng không có kinh nghiệm gì hơn các bạn đâu, mình chỉ được là tiếp cận sớm hơn một chút ở cái mức độ là ở trong cái nhóm biên soạn được biết trước, rồi khi mà đi tập huấn với lại quý thầy cô ở các cái module 1, 2, 3 đó thì bản thân mình cũng có tuổi rồi, nhưng mà mình cũng nghĩ thì tất cả những cái này nó hay và nó ít nhiều gì nó cũng đem đến cái mới mẻ và tạo cái cảm hứng trong cái việc giảng dạy cũng như học tập, cho nên là tôi cũng cố gắng đi theo các bạn trẻ, đi theo cái thầy cô hướng dẫn đó. Rồi khi mà đưa vô trong cái ứng dụng trong cái giảng dạy á, thì thực tế là ở địa phương của mình là tôi cũng có đưa vô trong cái năm học vừa rồi. Nói chung là đi học module về học được cái gì là tôi đưa liền vô cái đó, thì tôi có một cái là nhận định được một cái kết quả đó là ở địa phương của tôi là một cái vụ quận vùng ven thôi, bây giờ gọi là lên thành phố chứ thực ra nó cũng còn rất là thô sơ, và các em học sinh nó cũng đủ thành phần hết, và hơn nữa đó là gì, điều kiện vật chất cũng chưa có gì đâu, phòng riêng, phòng học bộ môn cũng chưa có trang thiết bị mà gọi là dành cho một cái bộ môn, phòng học âm nhạc cũng chưa có gì hết. Thậm chí là tôi còn phải tự đem những cái nhạc cụ ở nhà mình lên để mà gọi là cùng với các em học sinh khám phá. Đó thì nói để cho các thầy cô biết rằng là khi chúng ta tiếp cận cái mới thì rõ ràng chúng ta sẽ thấy nó khó. Nó giống như là một cái đang đi từ một cái con đường quang sáng sủa rồi tự nhiên đến một cái ngã rẽ bắt mình phải tự đi phát quang một con đường mới ấy, thì chắc chắn là nó sẽ gặp rất là nhiều cái khó khăn bỡ ngỡ. Nhưng mà tôi đã đi trong cái con đường này và đã thể nghiệm ở trường học của mình với những đối tượng học sinh hết sức là cơ bản, không có gì xuất sắc cả. Thậm chí một lớp có khi 49-50 em, có những lớp 52 em luôn. Nhưng mà mình với cái động lực là mình muốn có cái sự đổi mới trong cái bộ sách này, mà mình chính là cái người phải thể nghiệm trước để mà mình có cái kết quả ngày hôm nay mình nói với lại các thầy cô, thì mình thấy là cái Kodai hoặc là Danrose thì là rất là học sinh nó rất là hứng thú. Để một lát nữa đây, thí dụ như thầy Khải, xin lỗi thầy Phước hoặc là thầy Bửu mà có share cái clip mà cô Huỳnh Nguyên Phương Thủy dạy á, là mình sẽ thấy là các học sinh nó dễ dàng tiếp cận lắm.
cho nên là hỏi mình về kinh nghiệm thì mình chỉ nói đơn giản như vậy để cho các thầy cô biết là chúng ta cứ bước vào rồi chúng ta sẽ dần dần hoàn thiện mình và sẽ dần dần thấy cái mới mẻ đó là nó cần thiết để có một cái đạt đến được một cái kết quả của cái bộ môn mình nó tốt đẹp hơn. À, tôi xin có một số ý kiến như vậy. Cảm ơn cô Chiêu rất là nhiều. Bây giờ cũng nhân chuyện đây có hai tác giả, tôi cũng xin giới thiệu thầy Bửu cũng là một trong những tác giả và thầy cũng làm rõ những cái nội dung mà ở trong cuốn sách lớp 6 này mà chúng ta có thể áp dụng được phương pháp Dan Crow vào ở những cái nội dung nào ạ? Xin thầy chia sẻ. Cảm ơn thầy Phước. Để nói cho các thầy cô có một cái góc nhìn nó rộng hơn một chút xíu thì trong tiếng Anh người ta sử dụng cái từ method, đúng không ạ? Method là phương pháp, đúng không các thầy cô? Phương pháp đọc là method. Ví dụ method pro, các thầy cô cuốn sách dạy học piano, method pro là phương pháp hoa hồng chẳng hạn thế. Thì đối với thế giới á, người ta không gọi Kodai, Oxford hay Dale Crow là phương pháp, mà người ta gọi nó là approach. Approach là một cái gì nó không dịch được theo tiếng Việt, nó lớn hơn cái tầm phương pháp. Nó có trong đó là triết lý dạy học, nó có trong đó là quy trình dạy học, nó có trong đó là các công cụ dạy học. Các thầy cô thấy không ạ? Nó cái tầm nhìn nó lớn hơn rất nhiều và cái độ bao phủ nó lớn hơn rất nhiều so với cái mà chúng ta gọi là phương pháp. Tuy nhiên tiếng Việt mình không có dịch được cái từ approach đó là gì. Tôi có một lần tôi có làm cuốn sách về phương pháp, các phương pháp dạy học ở tiểu học. Thế thì cái người tác giả đó có đưa ba cái phương pháp này vào, nhưng khi mà tôi tranh luận với họ thì họ đồng ý với tôi rằng là nên không nên gọi nó là phương pháp, mà nên gọi nó là gì ạ? Nguyên tắc và triết lý dạy học. Ví dụ Dan Crow, nguyên tắc triết lý dạy học Kodai, nguyên tắc triết lý dạy học Oxford, để cho các thầy cô thấy rằng là cái tầm vĩ mô nó lớn hơn rất nhiều. Đó là cái điều đầu tiên tôi muốn chia sẻ về góc nhìn của ba cái phương pháp này để làm rõ hơn cái chỗ mà mới nãy thầy Phước nói á, tất cả các cái phương pháp, cái kỹ thuật dạy học chung mà thầy Phước giới thiệu mới nãy nó đều có ở trong ba cái phương pháp lớn này. Đó, để vận hành được các công cụ dạy học thì nó đều ẩn chứa ở trong đó hết cả. À, các thầy cô, tôi chia sẻ với như vậy để các thầy cô thấy cái mức độ của nó, cái tầm nhìn của ba nhà giáo dục âm nhạc lỗi lạc trên thế giới mà các phương pháp này nó đã có cả trăm năm nay rồi. Như vậy thì đến năm 2018 thì giáo dục Việt Nam mới bắt đầu có nhận diện được tên của các ông này, thấy không ạ? Cho nên ví dụ như là Dan Crow, ông bắt đầu từ năm 1920 rồi các thầy cô. Như vậy thì chúng ta đã trễ so với thế giới cả trăm năm rồi. Cho nên để nói là các phương pháp dạy học hiện đại thì xin thưa, nó không hiện đại. Thấy không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì nó đã quá lâu rồi. Nó hiện đại đối với mình, đối với Việt Nam mình, trong bối cảnh mình hòa nhập với thế giới. Thế thì anh bạn láng giềng chúng ta đây thôi, Trung Quốc, người ta cũng đã áp dụng các phương pháp này dạy học âm nhạc. Ở khu vực Đông Nam Á này thôi, Thái Lan bên cạnh mình, Singapore thì tất nhiên là quá rồi. Thái Lan bên cạnh mình, người ta cũng đã áp dụng những cái này để các người ta dạy học rồi. Cho nên chúng ta cứ mãi dậm chân tại chỗ, chúng ta cứ trong ao, gọi là trong gói gọn trong mình, chỉ biết mình thôi thì không bao giờ mà chúng ta bắt kịp được với thế giới đâu. Cho nên cái mà khi mà chúng tôi biên soạn sách, đặt để trong đó những cái tâm huyết và cũng như là những cái quan điểm về mặt phương pháp, chúng tôi đặt để ở trong sách giáo khoa. Tuy các thầy cô như thầy Phước nói, tuy các thầy cô không thấy
ký hiệu bằng tay ở trong sách giáo khoa như thầy Phước chia sẻ, nhưng trong sách giáo viên chúng tôi nêu nó ra thành một phương pháp, và chúng tôi trong tổ chức hoạt động dạy học ở nội dung đọc nhạc chúng tôi cũng đưa vào như là một cái gì ạ, một cái phương pháp, những cái công cụ dạy học được biên soạn ở trong sách giáo viên. Bởi vì các thầy cô, cuốn sách giáo viên là soạn cho các thầy cô, thì các thầy cô sẽ dựa vào đó, sẽ xem, sẽ nhìn ra, sẽ hiểu được cái đặc để của phương pháp nằm ở trong đó. Vâng ạ, tôi nói hơi dài dòng, nhưng xin quay lại. Nãy giờ thầy Phước đã nói về các phương pháp dạy học phát triển năng lực. Môn nào cũng có, nhưng đặc thù của môn âm nhạc chúng ta, hiện nay chúng tôi sẽ nêu ba phương pháp chính, DevPro. Thì đối với DevPro là có ba cái công cụ dạy học, đó là đọc nhạc theo Fisto, là Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Si, Re, Do, Absolute Note. Có nghĩa là Do đó là Do nó cố định luôn á, nó không thay đổi được. Tại sao nó có cái chữ Fisto thì tí nữa đối với đến Kodai tôi sẽ giải thích. Thì đối với DevPro, tại vì ông là người Thụy Sĩ, mà người Thụy Sĩ hay người Việt Nam mình chịu ảnh hưởng cái gì ạ? Cái âm nhạc của người Pháp, và người Pháp đọc dựa trên thang âm của, đúng không ạ? Đúng không thầy Phước? Đọc dựa trên thang âm của thang âm trưởng thứ các bậc khác nhau. Đó, Đô là đọc Đô, Rê, Mi, Fa, Sol, La, Si, Đô. Rê trưởng là đọc Rê, Mi, Fa, Thang, Sol, La, Si, Đô, Thang, Rê. Đó, thế thì đối với DevPro, ông chịu ảnh hưởng của Fisto là như vậy. Rồi biến tấu ngẫu hứng. Biến tấu ngẫu hứng là như thế nào? Tôi sẽ làm một minh họa rất đơn giản cho các thầy cô như thế này thôi. Thầy Phước làm với em nhé. Đây là cái trống. Bây giờ thầy Phước, em gõ trống, thầy Phước sẽ vỗ tay. Được chưa? Ví dụ em gõ trống, thầy Phước vỗ tay. Em gõ tang trống, thầy Phước vỗ đùi. Rõ thầy Phước? Và em sẽ đọc tiết tấu, thầy Phước đọc tiết tấu lại. Ta ti ti ta. Ta ti ti ta. Dạ đúng. Ta ti. Xin lỗi. Ta ti ti ta. Ta ti ti ta. Dạ, cảm ơn thầy Phước. Ti ti ta, ti ti ta. Ti ti ta, ti ti ta. Ti 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 ta ta. Thì để các con biến tấu được, không ạ, ứng tác được, thì bây giờ thầy xin lỗi, chúng tôi đóng vai với nhau nhé. Bây giờ thầy hỏi em Phước nè, có bao nhiêu giờ? Bây giờ em Phước coi nha, đây là chi chi, đúng không ạ? Trong cái mẫu này chi 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 ta ta có bao nhiêu cái chi chi, có bao nhiêu cái ta? Chi 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 là bốn cái chi, ta ta là hai cái ta. Yeah, chính xác. Wow. Xin hỏi tiếp ạ. Chi chi ta, chi chi ta. Có bao nhiêu cái chi chi, có bao nhiêu cái ta? Yeah, cũng như vậy, nhưng mà đúng, là hai cái chi mà nó bị cách bởi cái chữ ta. Yeah, chính xác. Đúng ạ. Chi chi ta ta ta. Có bao nhiêu cái chi, có bao nhiêu cái ta? Có hai chi và ba ta. Và cũng dựa trên cấu trúc đó, thầy cho bạn Phước bốn cái chi và hai cái ta, bạn Phước hãy tạo ra một mẫu tiết tấu khác thầy nào. Ta ta chi 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 chi. Yeah, tiếp tục cũng như vậy, bạn Phước hãy tạo một mẫu tiết tấu khác nào. Khác của bạn Phước. Chi chi ta ta chi chi. Thì đó chính là ứng, gọi là ứng tấu đó các thầy cô, gọi là biến tấu ngẫu, biến tấu ngẫu hứng, đúng không ạ? Biến tấu, cái này ở trong Oxford các thầy cô sẽ thấy rất rõ. Thì đây chính là cái sự khác biệt. Còn sáng tạo là sao? Sáng tạo là nó sẽ khác với sáng tạo một chút. Sáng tạo là có con làm, tự thực hiện, tự làm khác đi bằng chính những cái trải nghiệm của các em học sinh. Thì đối với DevPro, trong quá trình
các con lắng nghe vận động theo nhạc. Thế thì các con được và có những cái chỗ các con có thể tự tạo thành, tự tạo những cái động tác mà các con muốn. Ví dụ trong cái bài Chicken Dance, tan 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 tan. Và cái đoạn sau là cái đoạn mà nhạc mà hoàn toàn dành cho các em nó tự sáng tạo. Các em có thể giơ tay, không ạ, lắc lư, hoặc rất là thoải mái, hoặc là round với vòng tròn, thì rất là đa dạng. Thế thì đối với Dave Grohl thì một trong cái công cụ dạy học của ông nữa đó là vận động theo nhịp điệu. Thế thì vận động này nó gồm các cái động tác như là bước, bật nhảy, bước một bước, bước nửa bước, thì đó là trong cái gì hả? Trong cái vận động di chuyển hả? Chúng ta tại chỗ thì chúng ta có thể búng cái tay này, không ạ, bật, hoặc là cái tay lúc chúng ta hình tượng hóa, ví dụ ngôi sao lung linh, không ạ, bông hoa nở, không ạ, bông hoa nở, rồi mặt trời tươi sáng, ví dụ như thế. Thì đó là những cái vận động mà đối với Dave Grohl đó chính là vận động theo nhịp điệu. À, ví dụ bây giờ thầy Phước sẽ gõ vỗ tay theo tiếng trống. À nhá. Vỗ theo, follow theo thầy Phước. Khi nghe cái động tác cắt này, gõ tan trống này, thì thầy Phước giơ tay lên hái bông hoa. Được nha. Nha. Đi mà. À, rồi bây giờ làm nhanh hơn. Chi 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 ta. Dạ, đó thì đó chính là cái cách mà vận động của Dan Grohl. Thì chúng tôi nhắc lại, đối với Dan Grohl thì cái công cụ dạy học vận động theo nhịp điệu là cái mà quan trọng nhất và nổi bật nhất. Và các thầy cô lưu ý có hai dạng vận động thôi: vận động tại chỗ và vận động theo nhịp điệu. Nếu chúng ta lớp chúng ta 50 em nhiều quá đúng không ạ? Chúng tôi biết hiện nay thành phố Hồ Chí Minh á, không có các thầy cô ạ. Ai cũng mong muốn là có một cái phòng học và dạy âm nhạc. Đó là mong mỏi chính đáng của tất cả các thầy cô. Nhưng tại thành phố Hồ Chí Minh này, phòng học để đáp ứng cho các con học một tuần hai buổi còn chưa có, thì làm sao có được cái phòng học chức năng? Chỉ một số trường rất ít thôi thì họ có thể đầu tư, ví dụ như những trường mà đạt chuẩn. Nhưng chúng tôi biết là có những trường đạt chuẩn, đạt rồi nhưng cũng phải lấy cái phòng học đó để mà dạy học chính khóa, thấy không ạ? Đó là cái thực tế. Cho nên đối với cái lớp học nhiều em, các thầy cô hãy cho các con vận động tại chỗ, thấy không ạ? Còn chúng tôi gợi ý nhé, gợi ý cho các thầy cô để các thầy cô cùng nhau suy nghĩ. Chẳng hạn chúng tôi xuống dạy đi thực nghiệm á, tôi nói với các thầy cô dạy thực nghiệm: hôm nay các thầy cô cho các con ra sân đi, hãy tạo cho các con một cái môi trường học tập nó khác, một cái không gian lớp học khác, một cái không khí lớp học khác. Hiểu không ạ? Tại sao học thể dục phải ra sân? Thế thì âm nhạc cũng có thể ra sân được. Đồng ý không ạ? Có thể thể dục là cần vận động, thì âm nhạc cũng cần vận động như thế, và tạo cho các con một môi trường, một cái không gian lớp học hoàn toàn khác. Đó, và các con sẽ được gì ạ? Được tha hồ vận động, đúng không ạ? Tha hồ vận động di chuyển. Nếu các thầy cô làm được việc này, tôi tin chắc rằng là cái lớp học, cái tiết dạy của các thầy cô cực kỳ thú vị. Và ở tiểu học, một số thầy cô ở tiểu học tại Hồ Chí Minh này đã làm được việc đó, khi đã đem các con ra sân để cho các con học, rất là thú vị và các con rất thích.
À, và các con rất thích. Đó, thì đó là một sự gợi ý mà chúng tôi muốn truyền tải đến cho các thầy cô, để các thầy cô, nếu được các thầy cô về với tổ chuyên môn và ban giám hiệu, mình cũng có thể đề xuất ý kiến để mà có thể thực hiện việc đó, đúng không ạ? Thế thì đối với cái lớp học mà chúng ta phải dạy cho một lớp học nhiều em học sinh, thì chúng ta cho các con vận động tại chỗ theo nhạc. À, và cái vận động đó nó phải gắn với cái gì ạ? À? Chúng ta cố gắng làm sao cho các con dễ dàng hình tượng hóa cái động tác liên quan đến gì, đến cái hình ảnh nào. Ví dụ nghe nhạc có lời thì dễ, nhưng nghe nhạc không lời, ví dụ thế, nghe nhạc không lời thì chúng ta sẽ vận động làm sao cho các con cái gì ạ? À? Nó tương tác được với âm nhạc, hình tượng ra được cái hình ảnh được ẩn chứa trong bài nhạc đó. Ví dụ nghe nhạc nghe cái trích đoạn của Vivaldi về mùa xuân chẳng hạn, trong tổ khúc bốn mùa, tần tần ta ra 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 ta ra tần tần ta ta ta, thì chúng ta sẽ liên tưởng đến nhạc, liên tưởng đến hình ảnh con chim hót, ra 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 ra, liên tưởng đến hình ảnh hoa nở, ta ra 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 ta ra 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 ra, thấy không ạ? Một mùa xuân tràn ngập. Các thầy cô thấy không ạ? Thì đó chính là những cái gợi ý mà chúng tôi muốn chia sẻ cho các thầy cô. Thế thì đối với Dempro thì Dempro thì chúng ta sẽ dạy ở áp dụng cái phương pháp này dạy học ở nội dung nào? Một, à, thầy Phước ơi xuống dưới thầy Phước ạ. Chúng ta sẽ áp dụng nó như thế nào? Slide 105 thầy Phước. Nghe nhạc, chúng ta có thể áp dụng trong nghe nhạc, nội dung nghe nhạc, đúng không ạ? Thì nghe kết hợp với vận động thì cực kỳ hiệu quả, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta nghe cái trích đoạn đàn nhị chẳng hạn, thì chúng ta cũng có thể cho các con gì ạ? Hình dung ra cái, vừa nghe vừa hình dung ra, vừa mô phỏng cái động tác gì ạ? Đánh đàn nhị, hiểu không ạ? Hoặc là các thầy cô cho các con nghe một cái bài Zadas Violin chẳng hạn, thì các thầy cô cũng có thể cho các con hình dung ra được gì ạ? Cái cách chơi violin như thế nào. Đó cũng là một cái gợi ý mà chúng tôi gợi ý cho các thầy cô, cái cách để mà nghe nhạc vận động nó rất là đa dạng. Thứ hai, các thầy cô có thể sử dụng trong hoạt động dạy học hát, chắc chắn rồi, bởi vì trước khi các thầy cô dạy cho các con bài hát thì các thầy cô cho các con nghe và vận động theo nhạc, thì các con sẽ bước đầu các con sẽ ghi nhớ rất tốt cái giai điệu, cái lời ca. Và những cái việc này ở dưới tiểu học các thầy cô giáo viên âm nhạc tiểu học đã thực hiện. Các thầy cô có hình dung là giống như quảng cáo vậy á, một cái sản phẩm nó chiếu trên TV lần đầu tiên chúng ta không để ý đâu, đúng không ạ? Chúng ta không để ý đâu, nhưng đến lần thứ hai, ồ, cảm thấy nó ở cái này cũng hay hay, nhưng lúc đó cũng chưa để ý. Nhưng lần thứ ba, ồ, sao bữa nay cái xuất hiện ngoài cái sản phẩm này, nó có cái gì thú vị không ta? Sau rồi chúng ta đi, chúng ta mua đem về sử dụng, hay không ạ? Nó y như là tự kỷ ám thị vậy. Thế thì thông qua nghe lần đầu tiên kết hợp vận động, nghe lần thứ hai, nghe lần thứ ba, các con tự vận động theo ý thức các con, và các con nó bắt đầu nó thấm, nó nghe, nó lắng nghe, nó thấm được cái giai điệu, thấm được cái lời ca. Và một lần nghe như vậy thì giỏi lắm, một bài á, nghe hết bài thì giỏi lắm, một phút là quá rồi, được không ạ? Nếu mà nghe hai lần bài, ba lần bài thì tầm 2 phút mấy 3 phút là hết. Thế thì các con nghe như thế, vận động kết hợp với bài nhạc như thế, thì các con nó mau thuộc bài vô cùng, mau thuộc bài vô cùng, không ạ? Và đối với Dempro chúng ta cũng có thể vận dụng cho các trò chơi âm nhạc. Ví dụ đây tôi có, thay vì tôi sử dụng cái đàn, tôi có một cái nhạc cụ như thế này. Tôi có nhạc cụ như thế này. Cái này là cái xylophone mà tôi mua. Có Do Re Mi Fa Sol La Si Do. Bây giờ trong phần lý thuyết âm nhạc, chúng tôi có trong chương trình có nêu về các gì ạ? Đặc tính
cái thuộc tính âm thanh trong âm nhạc, đúng không ạ? Thuộc tính âm thanh trong âm nhạc. Thì bây giờ tôi chơi một cái, thay vì tôi dạy lý thuyết một cách thuần túy thì tôi thông qua hoạt động trò chơi, tôi cho các con nghe. À bây giờ xin mời bạn Phước nha. Đây là nốt thứ nhất. Đây là nốt thứ hai. Nốt nào cao hơn? Nốt thứ hai ạ. Nốt thứ hai. Nốt thứ nhất. Nốt thứ hai. Nốt nào thấp hơn? Dạ nốt thứ hai. Thế thì tôi dẫn ngay vào liền. Trong âm nhạc, đặc tính của âm nhạc đó là tính cao, thấp. Thấy không ạ? Cao thấp. Thì cao thấp là gì? Là độ, độ cao độ là gì? Là độ cao thấp của âm thanh. Tôi dẫn ngay vào liền. Tôi không cần phải nói gì về lý thuyết rất là cao siêu với cả. Đúng không ạ? Hoặc yes, tiếp tục ạ. Âm thanh nào nhẹ hơn? Dạ, âm thứ hai. Dạ, nào, bạn Phước nha. Tùm, cắt. Bạn Phước làm nha. Tùm, tùm, cắt. Tùm, cắt. Cái tùng mạnh hơn hay cái cắt mạnh hơn? Dạ, cảm giác là tùng. Tùng, dạ, đúng rồi. Thế thì tôi dẫn vào ngay là gì ạ? Trong âm nhạc, đặc điểm của âm nhạc nó còn có gì ạ? Có cường độ các con. Có độ, cường độ là gì? Độ mạnh, nhẹ. Tôi vừa thực hiện, tôi vừa dạy lý thuyết mà thông qua một cái hoạt động đơn giản vậy. Thế thì các thầy cô thấy rằng là nó thật sự hiệu quả không ạ? Rồi, hoặc giả sử à, tôi có cái này. Bây giờ nha. Tay đâu, tay đâu. Các thầy cô tôi minh họa thôi nha. Bơi. Nào, các con đi bơi, bơi sao? Bơi. 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 Theo bạn Phước, âm thanh nào dài hơn? Dạ bơi nhiều hơn vỗ tay ạ. À. Dạ bơi nhiều dài hơn vỗ tay. Thế thì trong âm nhạc có một đặc tính nữa, đó là gì? Đó là trường độ, là độ dài ngắn của âm thanh. Tôi đã dạy thông qua ba hoạt động đơn giản rồi, tôi đã dạy cho các con nhận diện được cái gì ạ? Ba cái đặc tính của âm thanh trong âm nhạc. Rồi, đây là cái gì bạn Phước? Dạ thầy đang đánh thanh phách ạ. Thanh phách, thanh phách kêu làm sao nè? Cách, cách, cách. Cách, cách, cách. Ồ, còn cái trống kêu làm sao bạn Phước nhỉ? Tùng, 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 tùng. Tùng, tùng, tùng. Ồ, bây giờ bạn Phước nhắm mắt lại nha, bạn Phước nhắm mắt lại nha. Bạn Phước nhắm mắt lại. Đây là âm thanh của nhạc cụ gì? Tùng. Là âm thanh của nhạc cụ gì? À, trống. Trống. Âm thanh của nhạc cụ gì? Có thể là tang trống mà cũng có thể là phách. Vâng. Âm thanh nhạc cụ gì? Dạ em không nghe thấy rồi. Ồ. Oh. Thầy Phước mở tắt cái chia sẻ để cho các thầy cô có thể thấy cái màn hình rồi sau đó mình chia sẻ lại ạ. À. Vâng ạ. À. Các thầy cô thấy không ạ? À? Thấy chúng tôi chưa ạ? À? Đây là nhạc cụ gì? Là sáo. Sáo recorder. Dạ. Thế thì trong âm nhạc cũng có gì ạ? À? Đặc tính thứ tư đó chính là âm sắc, là màu sắc của từng cái âm thanh một, của cái từng loại nhạc cụ một. À, tôi minh họa lại nha, nãy giờ các thầy cô có thể các thầy cô không thấy bởi vì chia sẻ cái màn hình. Tôi nói ví dụ tôi dạy lý thuyết âm nhạc này, bằng cách vận động này, bằng cách vận động. Tôi không nói, tôi không đi dẫn đi vào một cách trực tiếp mà tôi thông qua cái gì ạ? Thông qua trò chơi. À, bây giờ tôi có. Đây, tôi có một cái xylophone. À, một cái nhạc cụ mà tôi có. Đây âm thanh đầu tiên. Âm thanh thứ hai. Thế bạn Phước, âm thanh nào cao hơn? Dạ, âm thanh thứ hai ạ. À. Thế bạn Phước, âm thanh nào thấp hơn? Cái âm thanh thứ hai không có nghe thấy. À. Âm thanh nào không thấp nghe hơn? Thấy luôn. À, không nghe. Âm thanh nào thấp hơn bạn Phước? Đây, đây là nốt đồ. Là nhớ son. Yeah. Âm thanh nào thấp hơn?
âm thanh thứ nhất. Âm thanh thứ nhất không hơn, đúng rồi ạ. Thì trong âm nhạc có một cái đặc tính đó là âm thanh trong nhạc có đặc tính là cao, thấp. Thế mà chúng ta có thể chơi trò chơi cao, thấp, không ạ? Trò chơi như thế này, hoặc là dài, ngắn. Ví dụ, hoặc giả sử như là dài, dài, ngắn, đúng không ạ? Tôi tạo một cái trò chơi. À, các con làm thế này. Bơi nào, bạn thứ nè. Bơi, bơi, thế không ạ? Đúng không ạ? Vỗ tay. Thì theo bạn Phước, âm thanh nào dài hơn? Bơi dài hơn, đúng không ạ? Rồi, bây giờ một âm thanh này nữa. Đố bạn Phước âm thanh nào ngắn hơn? Thực ra thì nó giống nhau hết á. Đúng, thật ra thì nó giống nhau, nhưng á nếu chúng ta nói dài ngắn á thì cái này ngắn hơn cái này, đúng mà cái trường độ phát ra của cái âm thanh đó. Thì thế thì tôi dẫn vào ngay được là gì, các con nhận diện được âm thanh dài ngắn, tương tự như vậy âm thanh mạnh nhẹ, đúng không ạ, và cuối cùng là âm sắc. Thông qua hoạt động chơi như vậy thôi, một cái game đơn giản vậy thôi, thì chúng ta, tôi không dạy lý thuyết một cách thuần túy nữa, mà tôi đã lồng ghép, tôi đã biến hóa thành những cái gì, cái vận động, những cái trò chơi âm nhạc. Thì đó là tôi xin phép được nói xong cái vấn của Dave Grohl. Và các thầy cô nhớ, vận động theo nhịp điệu là của Dave Grohl, đúng không ạ? Và Dave Grohl trong vận động có hai loại thôi, đó là vận động tại chỗ và vận động di chuyển. Xin phép được chúng tôi rút lại như thế. Tiếp theo, đối với phương pháp của Kodai, phương pháp Kodai á, thì đối với Kodai là làm dễ đi âm nhạc, để cho ai, các con trẻ em nào cũng có thể học được. Hồi sáng thầy Phước đố các thầy cô, tại sao thầy Phước chiếu một cái clip mà nó đen thui? À, các thầy cô biết không ạ? Một cái clip trắng đen không có màu, bởi vì thầy, cái này là một cái ý của thầy Phước, một cái ý tứ của thầy Phước là gì? Muốn lấy một cái clip mà cách đây hàng chục năm rồi. Đối với phương pháp Kodai, nó có trước năm 1945 nữa cơ. Có trước năm 1945 nữa cơ. Và đến thập niên năm 1950 trở đi thì bắt đầu là cái phương pháp này của Kodai mới phát triển mạnh tại Hungary. Và ông đã thành lập được rất là nhiều trường dạy theo cái gì, dạy âm nhạc theo cái phương pháp của Kodai. Và Hungary là một cái đất nước ở Đông Âu, mà người Mỹ phải đi sang để học tập và thán phục cái khả năng gì ạ, cái hiệu quả của Kodai mang lại cho các em học sinh. Và thầy Phước cố tình chiếu một cái clip cũ kỹ như vậy để các thầy cô thấy hồi xưa các con nó đã học được rồi. Ở đất nước người ta, đất nước Hungary là Đông Âu, những thầy cô cũng nghèo lắm đó, chứ không phải là thời bây giờ cũng khó khăn lắm đấy. Nhưng người ta dạy cho các con như thế đó. Và hồi sáng tôi thấy có một cô nhắn lên là ô dạy cho các con những thần đồng âm nhạc, không khó đâu ạ. Đó chính là các em học sinh đại trà hết đó, các thầy cô. Đó là dạy cho phổ thông. Các thầy cô thấy không ạ? Vào sáng trong cái clip đó, các thầy cô nếu để ý, các thầy cô sẽ thấy có ostinato ở trong đó. Cô cho các con đọc nhạc đồ đồ son đồ đồ son đồ, cứ lặp đi lặp lại, cứ đồ son đồ, ví dụ như thế nhé, đồ son đồ đồ son đồ, rồi có một bè đồ si đồ 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 la son đồ la son son mi re đồ re mi sao, tôi nói ví dụ vậy. Thì cái đồ xón đồ nó sẽ đệm cho cái giai điệu chính đó. Thì cái đệm đó, cái đồ xón đồ đó chính là ostinato đó. Hay còn gọi một cái thuật ngữ mà tiếng Việt, đó chính là bè trì tục. Một cái đoạn nhạc rất ngắn, một mẫu tiết tấu rất ngắn để đệm cho cái bài hát, cho một bài, một cái câu nhạc đó. Tí nữa tôi sẽ nói về ostinato sâu cho các thầy cô, để các thầy cô hình dung ostinato là gì.
Rồi thì trở lại đối với Kodai, thì đối với Kodai có bốn cái công cụ dạy học chính, đó chính là nốt nhạc hình tượng, đọc nhạc theo ký hiệu nốt nhạc bằng tay là như thế này. Chúng ta có thể thực hành, chúng ta cùng nhau thực hành đọc nhạc theo ký hiệu nốt nhạc bằng tay các thầy cô nhé. Các thầy cô làm theo theo chúng tôi. Xin mời thầy Phước tắt cái chia sẻ để có thể thầy cô có thể xem được chúng ta. Chúng ta cùng nhau làm. Thường đối với Kodai là chúng ta sẽ đứng đồ như thế này, ngay thắt lưng của mình. Do re mi fa son la si fa do, đúng không ạ? Rồi tiếp tục ạ. Do si la son fa mi re and do. Và các em học sinh ở lớp 1, lớp 2, lớp 3, đối với chương trình giáo dục phổ thông mới, các em đã học cái này. Cho nên khi lên, các con lên lớp 4, lớp 5 thì cái lứa đó chắc chắn các con sẽ biết. Còn ở thời điểm hiện tại, chúng ta đang sẽ dạy cho một cái lứa học sinh từ lớp 2 cho đến lớp 5 chưa biết gì, đúng không ạ? Nhưng tôi biết rằng là ở dưới tiểu học, một số thầy cô cũng đã áp dụng cái Kodai dạy cho đối tượng là học sinh theo chương trình hiện hành, chắc chắn có. Thế thì ở đây là gì? Đây chính là một cái nội dung dạy học ở tiểu học, và đồng thời nó cũng là một cái phương pháp để dạy học cho các con khi đọc nhạc, đúng không ạ? Khi đọc nhạc, sử dụng để đọc nhạc. Và chúng tôi khuyến nghị các thầy cô là nên sử dụng phương pháp đọc nhạc, công cụ đọc nhạc theo cái hiệu nốt nhạc bằng tay để mà dạy cho các con, đọc nhạc cho các con ở trung học cơ sở. Bởi vì cái tính hiệu quả của nó, ở đây không phải học vẹt. Một số thầy cô cho rằng là cái này là học vẹt, xin thưa không phải. Đối với học nốt nhạc trên khuôn á, có nhiều phương pháp lắm thầy cô. Ví dụ các thầy cô nếu để ý, các thầy cô dạy piano á, thì để đọc được nốt nhạc trên khuôn thì người ta sẽ dùng gì? Một, người ta sẽ dùng màu sắc. Hai, người ta sẽ dùng những cái chữ cái người ta đặt vào trong từng nốt nhạc. Và thông qua các chữ cái thì các thầy cô sẽ thấy gì ạ? Học sinh nó nhận diện được chữ cái và nó nhận diện được nốt nhạc trên khuôn. Và thằng con nhà của tôi nó mới 4 tuổi hơn thôi, nó có thể đọc được nốt nhạc trên khuôn thông qua hệ thống chữ cái ở hai tay. Các con nó đang học piano và đọc được hai tay. Cho nên đó cũng là một phương pháp. Thì nốt nhạc bằng tay của Kodai cũng là một phương pháp để đọc nhạc. Và thông qua cái bàn tay này, khi chúng ta chuyển động, các con sẽ ghi nhớ được cái ký hiệu, những cái tên của nốt nhạc. Và khi chúng ta dạy thì đằng sau chúng ta sẽ là, chúng ta thường là có chiếu, không ạ? Chiếu cái gì ạ? Cái sheet nhạc. Ví dụ như cái mẫu đọc nhạc, thầy Phước có thể chiếu cái mẫu đọc nhạc ở những cái nội dung phía trên không thầy Phước? Một cái bài đọc nhạc bất kỳ. Ví dụ để tôi sẽ xin phép, xin lỗi thầy Phước, có đây ạ. Ví dụ bài đọc nhạc số 1 ở trong chủ đề số 1, Do Re Mi Mi Fa Son, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta trên bảng thường các thầy cô thường hay trình chiếu. Nếu chúng ta không có trình chiếu thì chúng ta có thể sử dụng cái tay này để chúng ta đọc. Nhưng nếu có trình chiếu thì cái bảng chiếu ở phía sau thì chúng ta sẽ đứng như thế nào ạ? Cái tay phải của chúng ta sẽ đọc. Ví dụ như là do si do, do si son son. Chúng ta sẽ follow theo cái sheet nhạc và chúng ta trình chiếu cho các con. Thì dần dà các con nó sẽ nhìn biết được rằng là gì, cái bàn tay này nó sẽ ứng với cái nốt nhạc nào trên khuôn. Đó là một trong những cách mà vận hành của Kodai đọc nhạc bằng bàn tay. Thầy Phước ơi, tắt chia sẻ để chúng, nếu mà vấn đề là một số thầy cô sẽ không nhìn thấy chúng ta minh họa, vâng ạ, không sao đâu nhỉ. Khi nào chúng tôi nói đến chỗ nào thì chúng tôi sẽ chia sẻ lại. Vâng ạ, xin các thầy cô thông cảm.
hoặc ví dụ đây giờ bài nhạc do re mi đó mà thì chúng ta là do re mi mi fa son đúng không ạ, son la son fa mi re mi đó mà chúng ta di chuyển thì các con nó dễ nhận diện lắm. Và các thầy cô cần để ý rằng là năng lực nó phải cần thời gian, năng lực âm nhạc cần thời gian để phát huy. Như vậy thì cái việc đọc nốt nhạc trên khuôn cũng cần cái thời gian để các con gì ạ? Để các con nhớ. Và muốn các con nhớ thì chúng ta phải có công cụ dạy học đi kèm. Công cụ dạy học ở đây chính là bàn tay, chính là màu sắc. Đúng không ạ? Các thầy cô thấy này, đây là cái đàn xylophone. Các thầy cô thấy không ngẫu nhiên khi nó có màu sắc là 7 màu. Đồ là màu đỏ, rê màu cam, mi màu vàng, fa là màu xanh lá, son là màu xanh dương, son la là xanh lá, lá xanh đậm, si là tím và đô là đỏ lại. Thì không ngẫu nhiên khi mà nó có 7 màu như thế này. Đây là một cái hệ thống màu sắc theo chuẩn quốc tế các thầy cô. Và đây cũng chính là màu sắc, cũng chính là cách để mà các con đọc nhạc. Thì tất cả những cái công cụ này chúng tôi gợi ý cho các thầy cô để giúp các thầy cô thành công. Còn trong thực tế các thầy cô có quyền dạy học theo phương pháp của mình, đó ạ, phương pháp của mình. Nhưng cái nào cũng sẽ tới La Mã thôi. Nhưng vấn đề là đi mau hay đi lâu mà thôi, nhanh hay chậm mà thôi. À, rồi xin mời thầy Phước có thể chia sẻ tiếp lại cái màn hình là chỗ cô Đai. Cô Đai còn có một cái công cụ dạy học nữa, đó chính là đọc nhạc theo, xin lỗi, đọc tiết tấu theo âm tiết là cha chi đó. Thế thì đối với cô Đai đọc tiết tấu theo âm tiết là nốt trắng, nốt tròn á, hình nốt tròn sẽ đọc là ta a a a, nốt trắng là ta a, nốt trắng mà có dấu chấm á, sẽ là ta a a. À, nốt đen là gì ạ? Ta. Hai nốt móc đơn đi kèm với nhau là chi chi. Một nốt móc đơn là chi. Nốt móc kép là chi đi. Các thầy cô sẽ thấy nốt móc kép là chi đi chi đi. Nếu các thầy cô đọc kép 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 cái với lại chi đi 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 chi đi, cái nào nhanh hơn? Có phải chi đi chi nhanh hơn ạ? Cái độ bật, cái độ mở của cái âm. Hồi sáng thầy Khải đã nói cái vấn đề này rồi, tôi không nói lại nữa. Nhưng cái độ mở của cái âm bật rất là nhanh và rất là thuận lợi khi các thầy cô đọc. À, nó được đọc tiết tấu. Và tiếp tục ạ, với slide tiếp theo. Slide tiếp theo thầy Phước. Thì đây là những cái tiết tấu mà chúng ta ví dụ ta 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 chi chi ta a. À, thấy không ạ? Và khi các thầy cô cho các con đọc tiết tấu như thế này á thì các con nó dễ dàng nhận diện tiết tấu lắm cô, và thậm chí các con nó sẽ chơi nhạc cụ rất là hay và nhanh. Các con nó được ta 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 chi 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 ta a, chỉ là ta a để diễn ra ta 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 chi 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 ta a đó. Thì để đọc được tiết tấu theo âm tiết đã đọc được rồi thì rất là nhanh lắm. Và các con ở tiểu học các con làm được thì chúng tôi tin chắc rằng ở trung học cơ sở thì không có gì là không được hết cả, đúng không ạ? Thì đó là đọc tiết tấu thì âm tiết, thì chúng ta nhớ những cái tiết tấu cơ bản thôi, những cái hình nốt cơ bản: đen, tròn, trắng, trắng chấm. Đen chấm là đọc là chai, đen chấm đọc là chai, hoặc là tim cũng được, đọc là chai hoặc tim cũng được các thầy cô. Rồi móc đơn là chi, hai nốt móc đơn là chi tì, nốt móc kép là chi rì. Đó, các thầy cô nhớ những cái căn bản như vậy để mà các thầy cô dạy cho các con. Và trong sách giáo khoa chúng tôi cũng dừng lại những cái nhóm tiết tấu như vậy thôi. Vâng ạ. Tiếp theo là một cái công cụ dạy học thứ tư của cô Đai, đó là nguồn tư liệu âm nhạc dân gian. Thế thì các thầy cô sẽ thấy trong sách giáo khoa chúng tôi khai thác tối đa cái gì ạ? Cái chất liệu âm nhạc dân tộc Việt Nam. Và đối với cô Đai, quan điểm của ông là gì? Nguồn âm nhạc bản địa. Bởi vì sao?
ngôn ngữ một cái đứa trẻ nó sinh ra, nó tiếp xúc, nó có thể gì ạ? À? Nó có thể nhanh chóng, nó có thể nói được, giao tiếp được bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ mà không cần, chưa cần phải học chữ cái, chưa cần phải học mặt chữ. Giống như con nhà các thầy cô 3-4 tuổi, nó có biết viết không? Chưa biết viết. Nó có biết đọc không ạ? Chưa biết đọc, nhưng nó nói được không ạ? Nó giao tiếp được không ạ? Nó giao tiếp được, hoàn toàn làm được chuyện đó. Thế thì âm nhạc cũng vậy, cho các con nó nghe chất liệu âm nhạc dân tộc từ bé để nó hấp thụ những cái chất liệu âm nhạc của đất nước đó, của vùng đất đó. Thì cụ thể Việt Nam của mình là gì? Do re mi son la do do la son mi re do, hoặc do re fa son la do la son fa re do, hoặc chúng ta sẽ có là đô, nếu các thầy cô để đây trên Tây Nguyên, đô si son fa mi đô si đô mi fa son si đô, rất là đa dạng. Tại sao các trẻ Tây Nguyên thấm được cái chất liệu đó? Bởi vì nó hát, bởi vì được nghe. Còn người Kinh của mình hầu hết, xin lỗi, người Kinh của mình ít nghe quá, và chúng ta không cho các con cơ hội để con nghe, để thấm nhuần cái chất liệu âm nhạc đó. Thì đây chính là bốn cái công cụ dạy học của Kodai. Mà Kodai còn một cái công cụ dạy học nữa, đó là Movado. Nhưng mà đối với Movado thì là lên lớp 10 thì mới bắt đầu tiếp cận để học. Tuy nhiên các thầy cô cũng làm quen với cái từ Movado, là đô di động. Move là di chuyển. À, thì thay vì đối với Kodai, đối với Dembro là Fisdo. À, Fisdo là cố định, absolute note. Thì Movado là di chuyển. À, là trên thang âm nào, trên thang âm trưởng nào cũng đọc là đô hết, và trên âm thứ, thang âm thứ nào cũng đọc là la hết. Thì đó là Movado. À, rồi thì đây là một số ví dụ minh họa. À, thầy Phước có thể chiếu những cái slide minh họa. À, đây là đọc tiết tấu âm tiết. Tiếp ạ, tiếp luôn đi ạ. Đây là đọc tiết tấu. À, đây là nốt nhạc hình tượng để các thầy cô. Các thầy cô thấy không ạ? Quả táo đỏ, son son la la son son mi. Ở nước ngoài người ta không dạy 5 dòng kẻ liền đâu ạ. À. Dạy 2 dòng kẻ, rồi 3 dòng kẻ, sẽ 4 dòng kẻ, sẽ 5 dòng kẻ. À, thì nhìn vô chúng ta sẽ thấy là son son la la son son mi. Hai cái quả táo ghép vào nhau tượng trưng cho chúng ta hiểu đó là nốt nốt đơ. Một cái quả táo lớn chúng ta hiểu đó là nốt đen. Ví dụ thì tiết tấu đó là chi 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 ta, dễ mà, son son la la son son mi đó. Thì đó là cái cách mà Kodai người ta dạy nốt nhạc. Đây là một cái dạng bài tập về tiết tấu, chọn ngôi sao nhỏ, ngôi sao lớn. Ngôi sao nhỏ là chi chi, ngôi sao lớn là ta. Chi chi ta, chi chi ta thì nó ứng với nào? Nó ứng với cái tiết tấu chi chi ta, chi chi ta đó. Rồi ạ, cho phép chúng tôi xin được qua cái. Đối với Kodai thì chúng tôi tổng kết lại, các thầy cô có thể dạy ở đâu ạ? Trong phần nội dung đọc nhạc, đúng không ạ? Trong nội dung gì ạ? Nhạc cụ, đọc tiết tấu theo âm tiết ở nhạc cụ. Các thầy cô cũng có thể cho các con đọc nhạc luôn, xin lỗi, chơi đọc tiết tấu ở bài hát luôn cũng được, hoàn toàn bình thường, đúng không ạ? Rất là đa dạng. Rồi chúng tôi xin phép qua phần thứ ba, đó là phương pháp thứ ba, đó là optional. Optional thì xuất hiện sau một chút. Thì optional là cái phương pháp này mang tên của chính cái ông mà phát kiến ra, sáng tạo ra phương pháp này, đó là ông, nhạc sĩ Karl Orff. Và Schubert trong tiếng Đức là Schubert trong tiếng Đức thì tiếng Anh là school đó. Trong tiếng Anh là school có nghĩa là trường của Orff. Thì ông Orff này ông cũng có một cái trường dạy nhạc và sử dụng những cái phương pháp dạy học, không? Thế thì cái công cụ dạy học chính đó là nói theo nhịp điệu. Nói theo nhịp điệu là sao? Tôi nói ví dụ ha. À, nói theo nhịp điệu như là nói theo bài đồng dao nha thầy Phước. À, chúng ta sẽ làm mẫu với các thầy cô nhé. À, bài đồng dao dung dăng dung dẻ, dung dăng dung dẻ, dắt trẻ đi chơi, dắt trẻ đi chơi, rồi gì nữa nhà quên mất rồi. Đến bài khác, bài khác. Rồng rắn lên mây, xin lỗi ạ. Rồng rắn lên mây, có cây lúc lắc, có cây lúc lắc, có ông thầy thuốc, có ông thầy thuốc,
ở nhà hay không? Ở nhà hay không? Và bây giờ tôi làm khác này nha, cũng cái bài đó, nhưng tôi làm khác. Rồng rắn lên mây. Rồng rắn lên mây. Có cây lúc lắc. Có cây lúc lắc. Có ông thầy thuốc. Có ông thầy thuốc. Ở nhà hay không? Ở nhà hay không? Thì các thầy cô thấy cũng một cái bài nói đó mà các con nó đã gì ạ? Tạo ra một cái tiết tấu. Chúng ta đã cho các con nhận gì được hai cái mẫu tiết tấu khác nhau. Thì thông qua nói theo nhịp điệu là các thầy cô đã cho các con gì ạ? Truyền cái tiết tấu. Hoặc một dạng của nó theo nhịp điệu, thay vì mình nói thì mình sẽ sử dụng cái này, cái nhạc cụ, một cái dạng nhé. Thay vì mình nói, mình sẽ sử dụng cái nhạc cụ để mình phát ra âm thanh. Ví dụ là mình sẽ truyền cái tín hiệu. Ví dụ như là chúng tôi đang nói ở trên slide. Vâng ạ, à, thầy Phước tắt slide thì mọi người không thấy cái minh họa của hai anh em mình. Ví dụ tôi có thanh phát và thầy Phước sẽ truyền tín hiệu. Yeah. Và một bạn khác cũng sẽ như thế này, đúng không ạ? Và sau đó tôi sẽ truyền một cái tín hiệu khác. Tiếp tục ạ. Truyền tín hiệu khác và bạn khác. Sau bạn Phước sẽ có những bạn khác sẽ truyền tín hiệu lại giống như của bạn Phước, đúng không ạ? Sau đó một cái tín hiệu khác. Đó, thì đó cũng là một cái dạng, thay vì nói một cái biến tấu, một cái khác đi chút xíu là chúng tôi sẽ dùng cái của nhạc cụ để chúng ta tạo ra cái âm thanh để truyền đi. Thì thay vì là nói theo nhịp điệu thì chúng tôi mở rộng hơn một chút xíu là như vậy. Nhưng mà bản chất nói theo nhịp điệu là giúp để cho các con hình thành tiết tấu thông qua, thay vì hát thì là chỉ là đọc hoặc là nói với cái có cái gì ạ? Có cái riff ở trong đó, cái tiết tấu ở trong đó. Vâng ạ. À, tiếp ạ. Xin mời thầy Phước chia sẻ tiếp màn hình. Vâng ạ. Rồi một cái công cụ thứ hai đó là hát. À, hát. Hát ở đây ai cũng nghĩ đơn thuần là hát, là chỉ có cấp quyền lên hát thôi, đúng không ạ? Tuy nhiên trong cái hát nó có những cái thú vị riêng của nó, và một trong những cái đặc điểm của nó là ostinato. Ostinato. Tôi nói ví dụ bây giờ thầy Phước sẽ hát cái bài. Bây giờ thầy Phước sẽ giúp tôi làm cái đệm là tùng 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 tùng. Xin mời thầy Phước. Tùng tùng tùng. Cứ như vậy. Tùng tùng. Dạ. Tùng tùng tùng. Tùng 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 tùng. Tùng. Tôi sẽ hát. Tùng sang năm mùa. Tùng 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 với cả quảng âm trên bài. Thế thì có nghĩa rằng là thầy Phước sẽ dùng cái tiết tấu tùng 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 đó, và để tôi và thầy Phước kết hợp với nhau để mà hát cho cái bài mùa khai trường, phải không ạ? Và cái bài mùa khai trường, tôi là người hát bài mùa khai trường, thì thầy Phước sẽ là cái người mà hát cái bài, cái phần nền tùng 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 để đệm ở dưới. Thì đó chính là lối hát ostinato. Thế thì ostinato nó có hai dạng. Một dạng là ostinato tiết tấu. Ostinato tiết tấu rhythm. Ostinato rhythm là tiết tấu. Thì cái tiết tấu là tùng tùng tùng, là mới nãy thầy Phước chúng tôi minh họa đó. Thì cái ostinato thứ hai đó chính là ostinato melody. Đó chính là giai điệu. Thì bây giờ ví dụ như một cái bài mà các thầy cô, tôi sẽ minh họa cùng với thầy Phước. Tí nữa thầy Phước sẽ chia sẻ cho các thầy cô một cái công cụ cực kỳ hiệu quả để các thầy cô dạy cho các con. À, các thầy, tôi sẽ minh cùng với thầy Phước là một cái ví dụ về ostinato như sau. À. Hey, 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 hey.
đàn em vui ca ca hòa với tiếng chiêng vang mừng con lúa mời về âm các du làng mình về từng đàn em vui ca ca hòa với tiếng chiêng vang lừng con lúa mời về tươi ta đi ra đi ra ra dạ vâng ạ. Rồi chúng tôi đang chia sẻ muốn gì là thầy Phước thầy Phước có thể các thầy cô thấy rõ chưa rồi các thầy cô ở góc phải phía bên trên có cái chữ xem á, các thầy cô chọn cái chế độ xem cho mình, các thầy cô sẽ thấy. Rồi chúng tôi minh họa lại nhé thầy Phước. Đàn em vui ha ha ca với tiếng chim vang lừng nó lúa mời về âm nó thắp buồn làng mình. Đàn em vui ha ha ca với tiếng chim vang lừng nó lúa mời về âm nó thắp buồn làng mình. Yeah. Vâng ạ. Thì đó là ostinato giai điệu. Có hai loại ostinato giai điệu. Ostinato tôi nhắc lại, ostinato tiết tấu và ostinato giai điệu. Thì chúng tôi, hai anh em chúng tôi đã minh họa cho các thầy cô thấy là cái thế nào tiết tấu, thế nào là ostinato tiết tấu, thế nào ostinato giai điệu. Và chúng ta có thể vận dụng ostinato đó trong gì ạ? Trong hát cũng được, trong gõ đệm cho bài hát cũng được. Là chúng ta lấy tiết tấu, các thầy cô cũng có thể gì ạ? Mở trang sách ra, các thầy cô sẽ thấy ngay trang số 8 thôi, các thầy cô sẽ thấy có cái gì ạ? Phần đệm cho bài hát. Thì đây cũng chính là một cái dạng ostinato tiết tấu. Nếu chúng ta thêm một bè xuống dưới nữa thì chúng ta sẽ có một cái bè gõ đệm khác. Hoặc là chúng ta sẽ lấy cái, nếu chúng ta sẽ lấy cái mẫu A này để đệm cho cái bài hát này nữa thì chúng ta sẽ có hai bè đệm, thấy không ạ? Và hai bè đệm này chính là bè ostinato tiết tấu, chúng ta có thể đệm cho bài hát này. Và các thầy cô sẽ thấy nếu chúng ta sử dụng được ostinato để đệm, để mà hát, để mà đệm gõ đệm cho bài hát, thì cái việc là chúng ta không cần phải nhạc beat nữa, mà ngay cả chính cái phần đệm đó đã làm cái nền cho cái bài hát của chúng ta dạy cho các con rồi, đúng không ạ? Thầy Trần Ngọc Nhạc, thầy Trần Ngọc Nhạc có thể là do đường truyền, thì như chúng tôi chia sẻ là gì, các thầy cái hệ thống cũng sẽ recording lại, ghi hình lại và chúng tôi sẽ gửi lên group cho các thầy cô. Đôi khi chúng ta bị cản trở bởi đường truyền, trong bối cảnh này thì chúng ta thông cảm với nhau, đúng không ạ? Chúng ta thông cảm với nhau để chia sẻ với nhau, và chắc chắn cái buổi này chúng ta có ghi hình lại, chúng tôi sẽ chuyển cho các thầy cô trên group. Thầy Nhạc cũng cứ yên chí một chút xíu nha. Dạ, có chỗ nào thầy chưa hiểu thầy có thể hỏi, thầy có thể ghi vô, thầy hỏi chúng tôi sẽ giải đáp cho thầy và cho tất cả mọi người. Vâng ạ. Và một trong những cái công cụ tiếp theo nữa của Offshore đó chính là nhạc cụ gõ. Nhạc cụ gõ thì chúng ta sẽ thấy là gì, có nhạc cụ không định âm là trống thân phách, rồi gì ạ, tambourine, triangle, sâm loan, vân vân rất nhiều. Thậm chí chúng ta có thể lấy cái chai nước, chúng ta làm, chúng ta bỏ vô, chúng ta uống hết nước rồi mà chúng ta lấy mấy hạt cát chúng ta bỏ vô, chúng ta cầm, chúng ta có thể tạo ra những cái sucker. Như vậy thì cái việc dạy học nhạc cụ á, đôi khi các thầy cô sẽ thấy rằng là có những trường các thầy cô bảo rằng là chưa có cơ sở vật chất, chưa có đủ nhạc cụ sao mà dạy. Thế thì không phải là thanh phách, dạy thanh phách là lớp 50 em là 50 cái thanh phách, 50 em là 50 cái trống, không phải như vậy các thầy cô. Mà hồi sáng thầy Khải có chia sẻ một cái chuyện là trong một lớp, một tiết dạy học nhạc cụ như thế này, nếu là học trống chỉ cần khoảng 4 cái trống như thế này là được rồi, hoặc là 10 cặp thanh phách là đủ rồi, hoặc là 1-2 cái triangle là đủ rồi. Thế thì cái bạn nào, các bạn mà được tiếp xúc, chúng ta sẽ phân nhóm, cho các nhóm nó sẽ tự chơi, xoay tour với nhau để các con được tương tác. Thế thì khi các bạn đánh chấm á, thì các
đánh dùng cái chống thật này nè, hay là dùng cái nhạc cụ thật để sử dụng, thì các bạn còn lại làm cái gì? Các bạn còn lại sẽ mô phỏng cái động tác chơi cái nhạc cụ đó. Ví dụ tôi không có, bây giờ tôi không có trống, tôi sẽ mô phỏng các con trống như kêu như thế này, tùng 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 nè, tùng tùng tùng. Chúng ta mô phỏng lại, ở thế giới người ta cũng vậy, cũng dạy học cho các con về nhạc cụ gõ như thế thôi, chứ không thể nào mà một lớp 50 em bằng 50 cái trống là cái lớp bên cạnh toàn luôn không có thể học được nữa. Mà ví dụ thanh pháp nào, cái gõ thanh pháp cắt 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 đó mà cha chi chi cha, thấy không ạ? Cha chi chi cha, đúng không ạ? Hoặc cái triangle cầm như thế này gõ con. Chúng ta mô phỏng lại động tác, tôi nhắc lại lần nữa, mô phỏng lại cái động tác chơi nhạc cụ. À, các thầy cô lưu ý về cái chỗ này một xíu. Hoặc là song loan cắt 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 cắt, sau đó chúng ta sẽ xoay tua cho các con được trải nghiệm, cho các con được tương tác. Và một trong những cái nhạc cụ mà hiệu quả đó chính là bộ gõ cơ thể, đó chính là sử dụng chính cơ thể để tạo ra những âm thanh. Và cái nhạc cụ này không mất tiền mua, các thầy cô lưu ý, không mất tiền mua, không ở đâu xa hết. Trên cơ thể chúng ta, các em học sinh của ngay chính chúng ta có hai loại nhạc cụ. Một đó là giọng hát. Giọng hát cũng là một loại nhạc cụ để tạo ra âm thanh. À, hai chính là những cái động tác trên cơ thể chúng ta để tạo ra âm thanh. Và trên thế giới người ta xếp bộ gõ cơ thể là một trong những nhạc cụ thuộc nhóm bộ gõ. Có xếp đàng hoàng nhé, của từ điển Oxford xem các thầy cô, xếp nó vào phần nhạc cụ là nhạc cụ gõ. Cho hỏi khi gõ các nhạc cụ cùng một lúc thì các nhạc cụ cùng một tiết tấu được không ạ? Hỏi ta được. Bởi vì sao ạ? Bởi vì các con nó sẽ nghe được lẫn nhau cái âm sắc của từng loại nhạc cụ, các thầy cô. Sau đó chúng ta ví dụ trống cũng gõ tiết tấu là ta ta ta, thanh phách cũng gõ là ta ta ta, hoài thang nước. Bởi vì lúc này các con cảm nhận được cái âm sắc của các loại nhạc cụ. Sau khi các con quen rồi, các thầy cô bắt đầu mới gì ạ? Tách ra dần cho các con, cái ví dụ cho thanh phách nó tạo một tiết tấu khác. Hoàn toàn được nha cô Minh Hoàng. Dạ vâng. Thế thì trở lại đối với bộ gõ cơ thể là gì? Chỉ có nhiều động tác lắm, nhưng chúng tôi hệ thống lại cho các thầy cô năm cái động tác chính, đó là búng tay, vỗ tay, vỗ đùi thì có đùi trái đùi phải, dậm chân thì có dậm chân phải dậm chân trái, đúng không ạ? Búng tay bên phải, búng tay bên trái, đúng không ạ? Cái này nè, cái búng tay là các thầy cô, một số thầy cô chúng ta lớn rồi cái tay nó nhùng nhuyễn nữa nên là búng không ra, nhưng mà tụi nhỏ chúng ta nó tập dần nó sẽ quen. Và động tác búng tay này rất là hay. Và một cái động tác nữa là vỗ ngực. À, vỗ ngực bên phải. Nếu tay vỗ một cái á, thì là tay phải vỗ ngực bên trái. Đúng không ạ? Và tay trái vỗ ngực bên phía bên phải. Tuy nhiên, khi mà hai cái động tác vỗ ngực với nhau á, thì không nên như vậy. Mà là như vậy. Các thầy cô để ý nha. Không có như vậy là nó vướng liền, đúng không ạ? Nhưng mà khi một động tác thôi, ví dụ, thấy không ạ? Đúng không ạ? Thì một động tác thì nó như vậy. Nhưng khi hai tay với nhau, các thầy cô lưu ý nhé. Và một cái điểm mà chúng tôi muốn lưu ý cho các thầy cô đó là khi sử dụng bộ gõ cơ thể thì phải tính được cái gì, cái chiều thuận của các động tác từ trên xuống dưới hoặc từ dưới lên trên. Ví dụ vỗ tay rồi vỗ đùi rồi dậm chân thì các thầy cô thấy từ trên xuống dưới rồi thuận ta chì chì ta ta, thì tay đùi đùi chân chân nó thuận, đúng không ạ? Hoặc từ dưới lên trên chân đùi đùi tay tay, chân đùi đùi tay tay, hoặc là chân đùi đùi búng búng, chân đùi đùi búng búng. Thế thì đối với bộ gõ cơ thể thì chúng tôi chia sẻ cho các thầy cô như thế này. Cũng một tiết tấu,
cùng một tiết tấu, nhưng chúng ta sẽ có nhiều cách để mà thực hiện lắm. Ví dụ một tiết tấu A là ta chi chi ta, thì chúng ta sẽ chơi một động chơi là gì, nhóm động tác đơn của tay ta chi chi ta 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 chi chi ta ta, sau đó chúng ta kết hợp hai động tác với nhau cũng cái tiết tấu đó thôi, ta chi chi ta ta, chúng ta kết hợp ta chi chi ta 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 chi chi ta, đúng không? Ta chúng ta kết hợp hai động tác, hoặc là ta chi chi ta 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 chi chi ta ta, ví dụ như thế. Rồi sau đó cũng một tiết tấu đó nhưng ta kết hợp ba động tác ta chi chi ta 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 chi chi ta ta, đúng không? Ta chi chi ta ta, hoặc là ta chi chi dậm dậm ta chi chi dậm, cũng một động tác chúng ta kết hợp, cũng một cái tiết tấu chúng ta có thể kết hợp bốn động tác với nhau. Ví dụ ta chi chi ta dậm ta chi chi ta dậm, thấy không ạ? Thì đó là cái cách vận hành của bộ cơ thể, thì chúng tôi chia sẻ thật nhanh cho các thầy cô để các thầy cô thấy rằng là cùng một tiết tấu thôi mà chúng ta có thể biến hóa thành những cái động tác rõ rệt khác nhau. Và cái cuối cùng của bộ của ốc là gì ạ? Là những cái nhạc cụ định âm như là sáo, recorder, kèn phím hay là xylophone, chúng ta cũng có thể gì ạ? Sử dụng trong việc dạy học. Tôi đi dạy cho các em học sinh của tôi á, tôi không cần phải dùng đàn nhiều, tôi cầm cái này thôi tôi dạy đủ rồi, tôi không cần phải đàn địch nhiều hết á, chỉ cần cái này thôi rất là hiệu quả, rất là sinh động. À, hoặc là một cái kèn phím thôi, chúng tôi không cần phải mang ra nào là đàn keyboard rồi này kia, bây giờ công nghệ nhiều rồi, chúng ta có máy điện thoại kết nối Bluetooth mở nhạc lên là được hết, cho nên sử dụng những cái này rất là gọn nhẹ. Và đối với offshore thì chúng ta sẽ sử dụng, chúng ta dạy ở đâu ạ? Dạy ở phần hát này, dạy ở phần nhạc cụ này, đúng không ạ? Các thầy cô lưu ý, các thầy cô có thể mở sách, ví dụ các thầy cô có thể mở sách giáo khoa cái bài đầu tiên trên trang số 8 thôi, các thầy cô cho các con đọc tiết tấu, nhận diện cái tiết tấu của bài thực hành số 1, mẫu A là các thầy cô sẽ đọc cho các con chơi nghe, nhận xét các mẫu tiết tấu giống khác nhau gì đó, sau đó các con dùng cái công cụ là đọc tiết tấu theo âm tiết và đọc luôn. Ta dấu lặng là đọc là ta 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 ta, đúng không ạ? Rồi cái mẫu thứ hai ta ta chi chi ta ta chi chi ta, sau các con quen rồi các thầy cô cho các con dùng chính nhạc cụ mà các con sử dụng rất là mau chóng, và các con có thể đọc ngay được liền cái gì tiết tấu và chơi được liền cái gõ tiết tấu đó. Thì chúng tôi chia sẻ với góc độ phương pháp là như vậy. Và bây giờ cái hoạt động tiếp theo là chúng tôi sẽ chia sẻ cho các thầy cô về cái cách từng nội dung cụ thể chúng ta sẽ vận hành như thế nào. Thì xin mời thầy Phước với hoạt động tiếp theo. Dạ, cảm ơn thầy Bửu. Bây giờ cũng nói về cái phương pháp off một chút xíu. Thì bây giờ cái chúng ta có thể vận dụng nội dung hát, vận dụng nội dung hát bằng ba cái phương pháp vừa rồi. Phương pháp nào cũng có thể vận dụng được. Ví dụ một cái nội dung hát thì chúng ta vận động theo thì nó là cái hoạt động mà chúng ta vẫn thường làm rồi. Hay là vận dụng cái bài hát mà chúng ta cho các cháu nó vận dụng sáng tạo lên cái kiểu hát của off thì chúng ta cũng có thể làm. Bây giờ tôi giới thiệu với quý thầy cô này, ví dụ cái bài đầu tiên là bài mùa khai trường chẳng hạn, bài mùa khai trường để tôi chia sẻ đây. Quý thầy cô thấy là đây là cái hôm mà ngày 16 tháng 6 đó, khi mà thầy Bửu báo cáo cái cũng là sách lớp 6 này ở các tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu và Đồng Nai, thì tôi có làm một cái minh họa về việc mà ứng dụng phương pháp off vào cái bài hát này. Thì quý thầy cô vừa nãy cũng nghe thầy Bửu giới thiệu rồi, thì cái phương pháp off thì chúng ta có
có cái kiểu mà nói theo nhịp điệu, không? Thì tôi mới nghĩ rằng là cái bài hát này thì chúng ta có thể là với cái nội dung là mùa khai trường thì có tiếng trống, vậy thì tiếng trống chúng ta có thể tạo nên một ostinato của tiếng trống là tùng 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 tùng. À, thì cái ostinato đó đối với lớp 6 thì các cháu nó cũng có thể làm được. Rồi cái bè ostinato nhạc cụ thứ hai mà tôi sử dụng đó là cái tiếng vỗ tay. Cũng là cái tiết tấu đó, nhưng mà tôi chuyển ra là thay vì là nói theo nhịp điệu thì tôi sẽ cho các cháu là vỗ tay một bè số 2. À, vậy thì hai cái bè này nó sẽ đối thoại với nhau. À, đối thoại với nhau ở cái chương trình là mô phỏng là cái chương trình mà dạy học của off đó. Tức là đầu tiên là cho mô phỏng đó, thì cái mô phỏng ở đây lại chính trên cái bài nhạc này luôn đó. Thì đó là đoạn 1. Thì cái đoạn 1 này thì sau khi mà intro hai lần như vậy xong thì là bắt đầu là cái bài hát vô. Thế thì cái đoạn sau tôi sẽ tạo nên một cái ostinato mà nó dài hơn ở cái chỗ là đây, thay vì là tùng 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 tiếng trống reo vui ha, thì tôi là sẽ cho cái ostinato là nó hơi dài một chút này. La 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 la, đó nó hơi dài một chút xíu và có một cái câu này mau tới trường mừng năm học mới đó, lại bắt đầu là lặp lại la 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 được câu sau đó. Thì đó là cái ý tưởng. Và bây giờ quý thầy cô, xin mời quý thầy cô nghe, thì ở đây nó không phải là cái giọng hát mà nó chỉ là những cái nhạc cụ thôi, thì mình mường tượng ra được là mình sẽ cho các cháu nó ở cái bước vận dụng là các cháu nó có thể làm như thế nào. Một nhóm là đệm bằng nói theo nhịp điệu, một nhóm là vỗ tay, rồi sẽ hát bè ở đoạn sau. Bây giờ quý thầy cô nghe. Hôm bữa là ngày 16 tháng 6, nhưng mà ngày hôm nay á, thì đối với cái buổi tập huấn ngày hôm nay thì tôi lại làm một cái bài mà tặng quý thầy cô trong cái ở trang số 45. Ở trang số 45 thì chúng ta có cái bài hành khúc tới trường. Thì ở cái bài hành khúc tới trường này á, thì quý thầy cô, trước khi mà chúng ta tạo nên những cái bè ostinato thì chúng ta cũng phải nghiên cứu cái hòa âm của cái bài hát đó. Thì cái bài hành khúc tới trường này, khi mà cái bè hát đuổi là bắt đầu, quý thầy cô lật trang 45 á, thì từ cái ô nhịp số 5 là quý thầy cô xem hai cái bè nó khi mà canon tới chỗ đó thì nó tạo nên cái hòa âm là chu kỳ hòa âm của nó là 4 nhịp. Thì hai nhịp đầu là công năng T, còn nhịp thứ ba là công năng áp và nhịp số 4 là công năng T. Đó, thì như vậy
tôi mới tạo ra một cái ostinato. Cái bè thứ nhất là tôi sẽ cũng là hành khúc tới trường, cho nên là tưởng tượng ra là tiếng trống. Nhưng mà tiếng trống đến lúc này không còn là nói theo nhịp điệu nữa, mà đó là tiếng trống mà nó có cái âm điệu ở trong đó luôn, có cao độ trong đó luôn. Tung 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 tung, đó là cái chu kỳ của bốn nhịp. Thì vậy là cái bè này nó sẽ ostinato là trong cái toàn bài để giống như là một cái bè bass. Còn cái bè thứ hai, thì tôi tạo ra với cái tiếng nó là một cái hư từ chiu la chiu, là tối qua tôi ngồi tôi không biết là cái từ tôi chiu la chiu hơn là chiu la chiu la chiu la chiu la chiu la, nó vậy thôi, nó chẳng có nghĩa gì hết. Chiu la chiu la chiu la chiu la chiu, thì là cái ostinato nó là cái một cái câu hư từ vậy. Chiu la chiu la chiu la chiu la chiu la chiu. Đó, thì với cái cách như vậy thì tôi sẽ tạo nên một cái bè đệm cho cái bài hành khúc tới trường. Thì cái bài hành khúc tới trường này thì nhóm tác giả là ý là muốn là cho các em nó học bè đuổi, nhưng mà nếu mà đối tượng học sinh của chúng ta, nhất là đối tượng học sinh ở thành phố, thì cái tiếp cận âm nhạc nó rất là nhanh, cho nên là nếu mà có thời gian hoặc là cái năng lực của em có thể làm được thì chúng ta có hoàn toàn có thể thêm vào cái bước mà vận dụng nó ở cái áp dụng cái bè ostinato trong này, thì quý thầy cô nghe thử và mường tượng ra được cái nếu mà nó là giọng hát thì chắc có lẽ là nó sẽ, tôi mường tượng nó rất là hay. Còn đây là giả lập trên cái tiếng của cái nhạc cụ mà bằng máy thôi. Chúng ta có thể là vận dụng cái phương pháp off vào cái nội dung, tất cả những cái nội dung mà chúng ta thấy ở trong cuốn sách lớp 6 ở trên trường sáng tạo. Thì cái bài hát này thì tôi mới hôm qua là nhận nhiệm vụ, cho nên là tôi mới nghĩ rằng là không biết là có cái món quà nào cho quý thầy cô. Thì đây là nhân cái chuyện mà hôm nay thì đây là một cái tôi tặng quý thầy cô, và quý thầy cô có thể vừa nãy thì sáng nay thì thầy Bửu có giới thiệu là nhóm của chúng tôi là có viết một cái tài liệu module 9 trong cái chương trình ETF quốc gia đó, nói về cái việc mà vận dụng cái công nghệ trong dạy học. Thì nhóm chúng tôi nhận nhiệm vụ đó, và tới nay thì cái công việc của tài liệu nó cũng đạt được 80-90% rồi. Thì một trong những cái công cụ đó thì tôi cũng giới thiệu với cô luôn là một cái phần mềm mà miễn phí hoàn toàn, và chúng ta có thể là phối nhạc trên đó được, viết nhạc trên đó được. Đó là cái phần mềm MuseScore mà tôi đang chiếu đây.
Thì đây là thực tế là cái phần MuseScore này tôi đưa lên mạng luôn rồi. Chúng ta có thể là chút xíu thì tôi có thể copy cái đường dẫn của quý thầy cô vô đây các quý thầy cô tham khảo. Và tạo ra nó là phần mềm MuseScore. Phần mềm MuseScore. Tôi xin giới thiệu đó là phần mềm MuseScore. Và chúng ta có thể hoàn toàn là tự học được cái phần mềm đó miễn phí hoàn toàn, quý thầy cô nha. Và trong cái nội dung của module 9 thì chúng tôi cũng giới thiệu cái phần mềm này, là một trong những phần mềm mà tôi cho rằng là rất là hữu ích. Tôi cũng là một người nghiên cứu về công nghệ âm nhạc cũng khá lâu rồi, và tôi thấy đây là một phần mềm miễn phí mà có thể là tối ưu nhất từ trước đến nay mà tôi thấy. Đó là cái việc mà ứng dụng cái phương pháp off trong cái nội dung dạy hát. Thì vừa rồi là tôi demo hai cái bài hát trong sách lớp 6 này, và quý thầy cô có thể là vận dụng những cái sáng tạo của quý thầy cô và vẫn dựa vào cái năng lực của đối tượng của học sinh của mình và có thể tạo ra những cái bài vận dụng rất là tốt. Rồi cái nội dung thứ hai là cái nội dung mà đọc nhạc, thì quý thầy cô cũng nãy giờ thì thầy Bửu cũng đã thực ra là giới thiệu phương pháp, nhưng mà cũng đã nói chúng ta áp dụng như thế nào rồi đó. Ở trong những cái bài tập đọc nhạc này thì chúng ta có thể áp dụng Kodai vào rất là nhiều, và thậm chí là ostinato cho cái bài đọc nhạc cũng được, nếu mà phù hợp với cái đối tượng của mình. Xin mời thầy Bửu tiếp tục. Xin mời thầy Phước cho em bắt đầu từ slide 118. Chúng tôi sẽ nói nhanh cái tiến trình mà 4 bước buổi sáng để các thầy cô rõ hơn khi mà đặt để cho một cái nội dung ở trong sách giáo khoa. Và chúng tôi sẽ nói, các thầy cô sẽ thấy rất rõ ở trong sách giáo khoa của chúng tôi. Thì đây là cái mà chúng tôi cho rằng quan trọng, và để thấy thầy cô thấy là khi chúng tôi biên soạn, chúng tôi cũng đã tính toán những cái câu lệnh làm sao mà nó để cho thầy cô vận hành một cách dễ dàng, tổ chức dạy học một cách dễ dàng. Xin thầy Phước tiếp tục ạ. 119. Thì khi mở một cái trang sách ra, các thầy cô sẽ thấy là luôn luôn là gì ạ? Là cái bức tranh chủ đề. Và bức tranh cho bức tranh chủ đề đó luôn luôn có một cái nội dung đầu tiên, đó là nhận diện khám phá. Thế thì ý nghĩa của cái nội dung này đó chính là hoạt động dẫn nhập vào mỗi chủ đề. Qua cái hoạt động này, học sinh nhận biết được một số đặc điểm, nhân tố về âm nhạc, hoặc là những cái đặc điểm, những cái hình ảnh có trong bức tranh đó, và khơi gợi cho các em liên tưởng những cái vấn đề mà liên quan đến cái tên chủ đề chẳng hạn như vậy. Thì thông qua hoạt động này để cho các em gì ạ? Như một cái hoạt động khởi động trước khi học cái chủ đề này. Thì rất là nhiều cách quan sát hình ảnh này, nghe bài hát này, hoặc là cùng nhau hát một cái hát bài có một cái giai điệu có bè chẳng hạn, rất là đa dạng ở phần nhận diện khám phá. Và ở chỗ này chúng ta cũng có thể gì ạ? Một số thầy cô có thể lồng ghép cả giáo dục phẩm chất cho các con. Không ta được. Nếu mà bài câu hòa bình, bài câu hòa bình nói về vấn đề gì, như thế nào, ra làm sao, thì chúng ta sẽ giúp cho các con phát triển phẩm chất. Rồi sau đó là gì ạ? Xin mời tiếp tục ạ thầy Phước. 120. Các thầy cô sẽ thấy trong nội dung hát chúng ta cũng có bốn cái gì ạ? Hoạt động. Thì khởi động là gì? Các thầy cô có thể, đây chúng tôi gợi ý thì các thầy cô có thể làm khác đi. Cho các con chơi trò chơi gì đó cũng được, đúng không ạ? Và đến phần khám phá là gì? Khám phá hay còn gọi là hình thành kiến thức mới, hai cái đó như nhau các thầy cô nhé. Thì là giáo viên cho học sinh nghe, cảm thụ, vận động theo nhạc, tìm hiểu bài hát, vân 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 vân. Thì ở trong này chúng tôi chỉ cái mũi tên vô là tìm hiểu bài hát, các thầy cô thấy không ạ? Thì thông qua hoạt động nghe nhạc,
thì các thầy cô sẽ giúp cho con thuộc bài hát, và thông qua hoạt động nghe nhạc các thầy cô cho các con tìm hiểu bài hát có mấy đoạn, hoặc các thầy cô có thể vận dụng cái về phương pháp ostinato, và các thầy cô cho các con trong quá trình mà các con nghe cái bài hát chưa có hát gì hết, nghe bài hát đó các con có thể gõ dùng ostinato tiết tấu, các thầy cô các con có thể gõ trên cái nền tiết tấu của trên cái nền bài hát đó, hiểu không ạ? Hoặc là vận động rất đa dạng, thì đó là phần khám phá. Và luyện tập thì tất nhiên là gì ạ? Luyện tập là luyện tập bài hát đó rồi, thì sau đó là gì ạ? Là vận dụng. Thì cũng các thầy cô thấy có một câu lệnh: em cần làm gì để thể hiện tinh thần đoàn kết, yêu chuộng hòa bình? Đó chính là vận dụng. Sau khi học xong bài, các con sẽ phát triển được cái nhân nhờ là cái phẩm chất gì, thì đó là một trong những cái vận hài trong cái thiết kế mà chúng tôi đưa ra cho các thầy cô, để các thầy cô thấy rằng là mỗi nội dung như thế nó đều bám sát vào 4 bước. Xin bài thứ hai ạ, slide tiếp theo ạ. Hoặc là đây là nội dung thầy Phước ơi, đây là nội dung đọc nhạc, thì cũng khởi động, các thầy cô có thể khởi động bằng cách ôn lại bài hát đã học, đúng không ạ? Hoặc là nghe lại cái bài, nghe lại bài nhạc nào đó, ví dụ như là bài hát mà có các thầy cô đã dạy, hoặc là bài tiết đầu các thầy cô dạy một lời, thì bắt đầu tiết thứ hai các thầy cô dạy cho các con ôn lại lời một, mới bắt đầu dạy lời hai, rất là đa dạng. Và khám phá là gì? Ở đây chúng tôi gợi ý cho tổ chức trò chơi liên quan cao độ để luyện tập cái âm và luyện tập âm thanh tiết tấu. Liên quan đến cao độ cái gì? Thì ví dụ tôi gõ đây các cao độ các trong bài bây giờ, ví dụ chúng tôi cũng ví dụ như thế này, cô gõ đề mi còn là si đô, đúng không ạ? Chúng tôi gõ đây là nốt gì, các con sẽ nói son, các bạn sẽ trả lời sai ha, các bạn sẽ nhìn lại đây là nốt son, nghe âm thanh đoán cao độ là gì ạ? Mi, thấy không ạ? Rê và đô, đó là một cách. Và chúng ta cũng có thể là gì ạ? Nghe âm thanh, nghe tiết tấu. Ví dụ chúng ta sẽ lấy cái bài tiết tấu là tiết tấu chủ đạo của nó là gì ạ? Ta chi chi ta 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 lặng, đúng không ạ? Thì tôi sẽ cho các con chơi một cái trò chơi liên quan đến tiết tấu, truyền tín hiệu. Ví dụ thầy Phước giơ bàn tay, thầy Phước ạ. Thầy Phước giơ bàn tay ạ. Ví dụ tôi sẽ gõ vỗ lên tay của thầy Phước nha. Ta chi chi ta 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 ta. Thầy Phước sẽ truyền tín hiệu qua cô Chiêu ạ. Ta. Các thầy có hiểu ý không ạ? Đó thì chúng ta lấy cái nhân tố âm nhạc ở đây, đó chính là tiết tấu chủ đạo của bài đọc nhạc này, cho các con chơi truyền tín hiệu để các con cảm nhận được cái tiết tấu của bài. Rồi sau đó vô phần luyện tập thì các thầy cô sẽ gì ạ? Cho các con đọc gam nè, theo quãng nè, hai đọc theo quãng, ba đọc các âm ổn định, rồi gì ạ? Đọc bài đọc nhạc. Chúng ta sẽ áp dụng, khi đọc bài đọc nhạc chúng ta có thể áp dụng cả ngay cả phương pháp đọc nhạc với cái bàn tay vào trong bài đọc nhạc. Son son mi son mi đô mi son, thấy không ạ? Son son mi son fa mi re mi, thấy không ạ? Hoặc trở lại cái phần khám phá, các thầy cô cũng có thể cho các con nhận diện được là trong cái bài đọc nhạc này nó có bao nhiêu câu, đúng không ạ? Nó có bao nhiêu câu, ví dụ thì các con so sánh chỗ nào giống nhau, chỗ nào khác nhau, làm được không ạ? So sánh được. Hoặc các con có thể gì ạ? Nhận biết, nhận diện được tên nốt trên khu nhạc, tức là có bạn sẽ biết, có bạn chưa biết, sao cả, các con sẽ học tập lẫn nhau. Hoặc là chúng ta có thể hỏi hình nốt, cái hình nốt gì, nốt trắng, hình nốt đen, hình nốt hai nốt một đơ, hình dấu lặng, vân vân, rất đa dạng. Và sau đó chúng ta tập. Và trong sách giáo viên chúng tôi ghi rất cụ thể từng bước để mà các thầy cô dạy cho từng nội dung một. Tuy nhiên chúng ta cần linh hoạt, không gò bó để phát huy năng lực của các em. Thật ra các thầy Phước nói là trong sách giáo khoa lớp 6 không có đọc nhạc bằng bàn tay thì cũng chưa chính xác lắm, bởi vì thầy Phước đã nhìn xuống
một cái minh họa ở dưới đây. À, đây là một trò chơi, đây là nốt gì, hay không à? Đây là nốt gì, bạn sẽ trả lời đây là nốt bì, đây là nốt gì, đây là nốt son. Thì cái ý đồ của chúng của khi biên soạn đó thì là muốn tạo một cái trò chơi ở chỗ này thông qua cái bức ảnh minh họa vậy thôi, nhưng mà được hiểu rằng là đó là một cái trò chơi, nhìn và đoán cao độ đó, gọi là động não, dùng vừa sử dụng phương pháp trò chơi vừa sử dụng kỹ thuật động não, đúng không ạ? Thầy Phước bật ra ngay liền là gì ạ? Son mi.